Nơi đây ngập bao ánh đèn, trong lòng mình anh mong ước hôm nay chỉ riêng mình em với chàng. Biết bao nhiêu thương và anh đã mong dần em bất ngờ. Đây là điều mà em vẫn say mê. Cause I just knew. Chân nhịp theo tiếng đàn, mong chờ một vòng tay ấm bên anh mà em đợi mong bao ngày. Giữa không gian rộng lớn với hoa nhạc cha và bao nến hồng, anh nhẹ nhàng thì thào đến bên tai. You are best for me. Đây cùng hòa nhịp theo của ta, từng điệu nhạc và ca vang lên, nhìn nụ cười rực trên đôi môi, bông hoa đẹp xinh. Gặp chàng người mà em yêu thương, được ngồi cạnh người qua đêm nay, nắm đôi bàn tay nhìn khuôn mặt anh. Cô ấy đang yêu kia, đã nụ hôn đắm say ngất ngây chào nhau, đàn cha biết bao yêu thương dòng cháy. Ngắm nhìn anh hoàng hôn, anh đèn đã dần luôn. Không có sao, mọi người bình tĩnh. Chị có sao không chị? Hả chị hả? Chị không có sao, chị quen rồi. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Ủa em có sao không? Dạ em không sao. Dạ cảm ơn. Ủa em có sao không? Dạ em không có sao. Dạ. Cái này có sao không nha mày? Nha mày. Điên, thần kinh. Trong trại mới ra là bảo đảm luôn. Vâng, tôi bị điên. Không phải tự nhiên mà tôi điên, mà là tôi điên vì tình. Tôi quen anh ấy 10 năm và anh ấy đã bỏ rơi tôi. Và bây giờ tôi có mặt tại công viên này để vạch trần bộ mặt của anh ấy sau 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Em yêu. Em yêu. Anh yêu. Anh nhớ em quá à. Anh nhớ em quá à. Em cũng nhớ anh quá à. Mình đi ăn nhà hàng nha em. Mình đi ăn bún mắm nha em. Dạ. Thôi, mẹ vợ quá. Anh yêu, anh chờ em có lâu không vợ? Có lâu gì đâu, có 1 tiếng 45 phút thôi, anh đợi được. Hả? Trời đất ơi, vậy mà hồi đó mình cho nó đợi có 15 phút mà nó đã. Bắn nó. Chém. Quăng bom. Vậy đó, đối với anh, đợi chờ là hạnh phúc. Trời ơi, tinh khẩn. Hả? Hiện tại có một hot girl có gương mặt rất là thị trường đang cặp kè đại gia cái bè Tiền Giang. Hả? Với mục tiêu là gì? Đào mỏ. Nhưng may thay người đàn ông đó lại là chuyên gia buôn nội tạng sỉ và lẻ trên toàn quốc. Anh buôn bán nội tạng hả? Buôn nội tạng này nào đâu, người ta là sinh viên, người ta có quả cặp nè đây là... Cô gì ơi? À, làm ơn đừng lại gần người đang đọc báo. Cô gì ơi? Làm ơn đừng lại gần người đang đọc báo. À... đi đâu đây? À... đi đâu đây? À... đi đâu? Tôi mới là người có quyền hỏi anh câu đó. Anh đi đâu đây? Đi chơi. Với ai? Với cô ấy. Tôi quen anh 10 năm, anh không bao giờ chuẩn bị những cái thứ lãng mạn gì cho tôi. Nó quen anh 3 tháng, anh làm hết cho nó. Chưa. Anh dắt nó đi shopping. Đi shopping ở đâu? Thái Lan. Mày qua đi hả? Cái này là của em, gom hết đi. Đó, anh thấy chưa? Còn tôi, anh dắt tôi đi shopping ở đâu? Chợ Bà Triệu. Hàng kiếm tàu nhớ, chà bán lẻ luôn mấy anh chị ơi. Em, đồ đi ra đổ đống cho em luôn. Dạ. Gom đi em, đây. Dạ vâng, thưa quý vị, người yêu mới của tôi. Trời ơi, Thái Lan. Và người yêu cũ của tôi. Hai bịch đồ sida chợ Bà Triệu. Quá rõ ràng. Với tôi chưa hết đâu. Con nhỏ nó có gì hơn tôi? Nó nhõng nhẽo thì anh kêu nó giống con thỏ ngọc, còn tôi nhõng nhẽo anh kêu tôi giống con khỉ đột. Ê, cái này giải thích được nha. Nhõng nhẽo rồi cưng. Anh này con thỏ ngọc của anh. Nhõng nhẽo coi. Đau băng khỉ hả? Cái đó là tính cách của tôi. Coi như là tôi không dễ thương bằng nó đi. Nhưng bây giờ tôi có một số câu hỏi cần hỏi. Anh quen cô ấy bao lâu rồi? 3 tháng. Anh hôn cô ấy chưa? Rồi. Anh hôn
mình quen chưa? Rồi. Giữa tôi và cô ấy anh chọn ai? Anh chọn em. Well, well, well. Em xin lỗi, em lỡ tay. Anh xin lỗi, anh lỡ miệng, anh chọn cô ấy. Chị làm cái gì chị đánh anh mạnh quá vậy? Đánh là đáng. Em cứ khùng khùng như vậy đó thì làm sao anh sống với em được? Được chứ anh. Ở đâu? Bệnh viện tâm thần. Những lúc mà Thỏ Ngọc luôn ở bên anh thì em ở đâu? Em đi chích thuốc. Thuốc gì? Bớt điên. Bây giờ khi mà em hết điên em ở đâu? Em ở phía sau lưng anh. Chính xác là phía sau một cô gái. Em gái là chị Biểu mà. Em đẹp lắm, em còn trẻ lắm. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 28 chị. Em hơn chị 5 tuổi. Trẻ lắm, trẻ lắm. Chị tin là em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Nhưng mà chị có một số điều cần dặn em, đợi chị chút xíu. Đây á là cái cuốn sách á, tất cả đều là thói hư tật xấu của ảnh. Chị viết hết trên tay. Bây giờ chị trao lại cho em, rồi ráng chăm sóc ảnh. Em mà làm không đúng, đừng có trách chị. Chị tin em sẽ thành công cùng anh ấy xây dựng hạnh phúc. Chị đi đây. Lấy anh nha. Bậy rồi, ba ơi, bên kia ba ơi. Lấy anh nha Xuân. Em làm gì vậy? Em đang thầm cảm ơn má vì đã sinh ra một người con gái tên Xuân. Em đồng ý. À trời đất ơi, mém tí bị cha dụ rồi trời đất ơi. Hả? Gì con nhỏ này là ai? Em nói đi, con này là ai? Hả? Em chị họ ảnh. Chị họ cái gì? Chị họ sao tôi không biết? Ờ đúng rồi, chị họ sao mình biết được ha. Chị họ mình còn không biết nữa mà. Chị họ hả? Chị họ hả? Ghét ghê con. Ê nó nghe nè. Dạ hả? I'm so sorry. Ghét ghê quá à, muốn đi học diễn viên như bà nói. Diễn gì như không diễn vậy bà. Trời ơi cưng gì đâu luôn á. Phan anh Phan. Anh thương ghê anh. Thôi giờ chị xong nhiệm vụ chị đi về nha. Chúc mừng em có cô bạn gái dễ thương ghê. Trời ơi dễ thương cái gì á. Cảm ơn chị nha, dễ thương thiệt luôn chị. Thôi điên điên chút. Đi đâu vậy chị? Trời đứng đây cho em cắn cái gì vậy? Anh, tôi chưa hỏi tội anh. Hổm rài á, không gặp tôi á, anh có nhớ tôi không? Anh nhớ. Anh nhớ tôi rồi, nỗi nhớ của anh để đâu? Được anh rồi. Để đâu? Hả? Anh để đâu hả? Anh để đây nè. Lấy anh nha. Anh no. Lấy anh nha. Lấy mày con. Chỗ lấy nè, lấy nè. Chú đúng rồi, anh nó đẹp quá à. Anh mua ở đâu vậy? Chở bà chịu. Trời đất ơi, biết tao khùng mà giỡn tao hoài à. Đây nè. Cho giỡn giỡn nữa kìa, mệt ghê luôn á. Cái đó thiệt đó, 18 cara cũng phụng đó mà. Chú đúng rồi, nghe xong bớt điên luôn á trời. Ôi trời, gì quăng hết à. Anh ơi, không có sao đâu. Chủ yếu là tấm lòng của anh thôi. Đây. Nhưng mà quyền quan trọng hơn là hả? Người khùng như em cũng đã có chồng. Một tiết mục rất hoàn hảo của thí sinh Minh Xuân. Thôi để cho bạn nghỉ ngơi xíu đi. Sao căng thẳng? Thi đầu tiên mà nữ mà. Ngoài năm ngoái là hai đứa mình thi gần cuối. À, bây giờ rung chưa? Hết rung chưa? Dạ em hết rung rồi. Hết rung rồi hả? Dạ. Sao mồ hôi nhiều quá vậy? Dạ tại tiếng mồ hôi em nhiều. Trả lời. Tôi rất là thích cái tiết mục này. Ở cái chỗ mở màn ra các bạn cho tụi tôi xem một cái màn ca vũ kịch. Các bạn làm cũng rất là công phu. Em có tính cách, có triển vọng đó. Nhưng mà tiết chế lận chút thì tôi thấy là ngon lành. Rồi vậy thôi. Khi mà chị coi cái tiểu phẩm này xong á, rồi chị tưởng con Như. Chị tưởng Như cho nó trời chắc Khả Như dựng cái này nè. Rồi chị mong là cuộc đời Như cuối cùng cũng có người lấy em giống vậy á. Ủa sao chị sao liên quan gì tới cuộc đời của Khả Như trong cái... Chị coi xong chị thấy bé này nó y như em vậy đó em. Hát cũng tốt, nhảy cũng tốt, cái hơi của em lạ lắm nha. Rồi nếu mà cái giọng em vậy là giọng đặc biệt à, giống như anh Dân á, chị với ảnh đều chờ đây là một nhạc kịch. Tại mở màn ra em làm hoành tráng lệ quá. Cái em giọng vô cho muỗng đường ngọt quá ngồi chờ. Chờ hoài mà không thấy đem chị ra nữa hết ha. Nên cái tiết tấu mình chắc là tại còn mới. Em buông nó ra em chỉ lo giữ tiết tấu chặt bợp bợp bợp. Mà các anh hỗ trợ diễn em rất là tốt. Cho nên hai đứa rất là chặt. Chỉ có điều hơi rung. Cho nên là bỏ hết cái tâm lý ra. Và nếu đã làm nhạc kịch
làm hết luôn, đừng bỏ. Nó đây là một tiết mục mà có sự cố vấn của đạo diễn Diệp Tiên, thì không biết những lời hả? Góp ý của ban giám khảo thì anh thấy như thế nào ạ? Thấy giống bồ ảnh. Không anh Tiên, giống bồ anh đúng không? Dạ, anh đang chụp bồ anh ở đây đúng không? Dạ không có, này bạn gái cũ của ông Dũng. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy Dũng? Thôi nha, đây là cuộc thi, không có bán cái nha. Mày lộn xộn tao mét chú Sáu Diệp Lan à. Hèn chi hái Dũng nãy bên giật cái giọng quá trời. Mọi người chú ý một chi tiết đó là Tấn Dũng có hát phụ cho Minh Xuân. Đỡ mà chị, đúng không chị? Đồng nghiệp người ta giúp đỡ mà, đâu phải ấy đâu chị. Mọi giải thích lên phường. Diệp Tiên, em có quyền trả lời câu hỏi này. Hôm qua chạy chương trình thì ai cũng cười quá trời, nhưng mà bữa nay thì tiếng cười nó hơi giảm một xíu. Nhưng mà anh biết em rất là áp lực, nhưng mà dù sao anh cũng chúc mừng em cũng đã thành công với tiết mục mà do chính bản thân em suy nghĩ ra em làm. Anh chúc mừng em. Mày trời ơi, ha mày chui ra đây. Bữa nay tao làm thịt mày, mày tưởng mày chui cho đống rơm tao không làm gì được mày hả? Tao thui rơm mày luôn. Mày chạy hả con? Mày chui vô nhà hả? Mày tưởng vô nhà tao không dám đốt nhà tao thui mày hả? Tao đốt nhà coi mày chạy đường nào. Mày chạy đường nào rồi tao chạy đường nào? Không được. Phèn ơi, mày đi ra đây đi Phèn ơi. Khổ quá Phèn ơi, tao đâu có muốn giết mày đâu Phèn. Xui là bữa nay thịt chó nó hút hàng, hết hàng cho nên buộc lòng phải mang con chó ở nhà ra làm thịt. Mà nãy giờ nó chạy quá chạy ha. Phương án ba bông hồng mày không chịu, tao chơi phương án ba bông bụp. Chích điện mày. Phèn ơi, chuyến này mày không thoát khỏi nồi lẩu sáu măng của tao đâu Phèn ơi. Mày đợi tao Phèn ơi, chích điện mày nha Phèn ơi. Mày mày cắn tao. Cái con này mày gan lắm rồi. Mày gan lắm rồi ha. Mày dám cắn tao hả? Mày. Ô ngạc nhiên chưa? Chó mà đi được hai chân à? Phèn ơi, bữa nay mày hồi nãy ông đòi giết tôi mà hả? Ông hù tôi mà hả? Trời ơi, ông có ngon ông giết tôi đi. Trời ơi, zombie chó, trời ơi cứu tôi với, trời ơi ê, giết chó là tội ác, trời ơi cứu tôi với. Thịt chó không thử dù chỉ một lần, trời ơi. Chưa hết đâu, xem đây. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ làm sao đại ca? Lộn. Dù người hay ma, tránh xa thịt chó. Trời ơi bữa nay tụi bay tính làm cái gì vậy? Ở đâu ra mấy con này vậy? Ông là một ông chủ độc ác. Hả? Chó nào ông cũng giết, chó Nhật ông cũng giết, chó cỏ ông cũng giết, chó ghẻ ông cũng giết. Hỡi 500 anh em. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án thảm sát chó tại quán Cây Tơ Gia Truyền. Ủa tòa án mà sao có con gấu này nữa? Tao để cho nó đẹp được không? Trời ơi. Dạ mấy anh ơi, cái gì vậy mấy anh chó? Mấy anh zombie chó. Con chó Nhật. Dạ. Lên kể tội đi cưng. Ông nhận tội chưa? Nó sủa cái gì em có hiểu cái gì đâu mà em nhận tội. Quên. Mày nói tiếng người đi mày. Hey. Tokyo Wasabi. Tokyo Moyeri. Toyota Wasabi. Kimono Toyoko Marawi Toyoko. Hey. Oh, bác đi. Hey. Ông làm gì vậy? Em đang muốn minh họa cho nó anh ơi. Mua cái gì? Ông nhận tội chưa? Chị em có hiểu cái gì đâu mà em nhận anh ơi. Nó đang kể tội ông đó. Trời ơi, nó nói tiếng gì vậy? Nó là con chó gì? Chó Nhật. Thì nó nói tiếng Nhật. Trời ơi. Anh ơi, anh dịch ra tiếng Việt cho em được không? Ý nó nói là ông bắt nó làm thịt,
nó sợ quá nó bỏ chạy. Ông nếu cái giò nó, ông bẻ ông quy rớt. Đúng không? Nó chơi Nhật đúng không anh? Đúng. Anh Phèn nó nghe nè, nhiều khi cái có đứa nào nó chơi đốt lửa trại á, cái con này nó vui, nó xách bình ga với hột quẹt lại, nó góp vui. Chạy nhanh quá thắng không kịp, nó lao đầu thẳng vô đống lửa, nó chết. Chứ em nào có thui rơm nó đâu anh. Hả? Ôi da, cái tay như dày rồi, tay nào bằng hột quẹt, tay nào bằng ga. Hả? Đơm đặc. Anh ơi, nó nói được tiếng Việt kìa anh. Nó là con chó Nhật, lai chó cỏ. Nó hai quốc tịch, muốn nói gì nó nói mày. Bây giờ sao? Nhận tội chưa? Nhận tội chưa? Dạ em nhận. Chưa hết đâu, còn nữa. Bé bọn, lên kể tội đi cưng. Em xin lỗi anh em, đập đầu hai con này cái. Trời ơi. Làm gì vậy? Cái dẹo dẹo nhìn ngứa mắt quá anh. Ngứa mắt cái gì, nó đang kể tội ông đó. Ôi nó kể tội em à? Nhận tội chưa? Nó ra nó muốn chói gì, em có hiểu cái gì đâu mà em nhận. Chói hả? Chói hả? Đừng có chói, đừng có chói, đừng có chói. Tại ông á, tại ông mà ông giết tôi. Mà cái điều quan trọng là ông giết xong ông để lại cái hậu quả là giới tính tôi bị nhấp nhô. Là tại ông đó, tại ông đó. À ha, hu hu. Ê, 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 ê. Ông làm gì nó mà giới tính nó nhấp nhô vậy? Em nào biết, em nào có hay. Ông cắt cổ tôi. Ông cắt cổ đó phải không? À, anh Phèn ơi, em nhớ con này rồi. Con này là cái con chó lầy nhất ở trong cái chuồng chó hôm bữa. Em cắt cổ nó mà nó quậy quá, nó dãy dụa làm sao mà cái đường dao em lia gọn qua một cái rồi giới tính nó nhấp nhô vậy luôn à. Ông nhận tội chưa? Nhận rồi, em mới nhận xong đó anh ơi. Bây giờ đến lượt tôi kể tội ông nè. Ừ, kể đi. Vào ngày hôm đó, vào một buổi sáng mùa xuân, tôi từ trong rừng tôi bước ra bìa rừng, tôi gặp cái nhà tranh đấu như vậy nè. Ừ. Tôi bước ra căn nhà, tôi thấy bà lão, tôi ăn thịt bà lão. Tôi bắt thợ săn bắn tôi chết. Tôi hận bắt thợ săn. Ủa mày đang kể chuyện gì vậy? Cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Tôi là con sói trong đó nè. Mày là con chó sói trong đó, mày vô đây mày kiện tao làm chi? Kiện ông hồi nào? Chứ mày vô đây làm gì? Phát thiệp cưới. À, tôi với bé Bảo ở dưới đây thông qua rồi. Ê, dành là đám cưới mình nha. Xin lỗi anh, thầy em đập đầu hai chó này cái trời. Dừng lại. Tự nhiên đập đầu đồng loại tôi à. Đang xử tội tôi đi vô phát thiệp cưới, làm sao hai cái con cơ hội. Vậy bây giờ còn ai muốn kiện cáo gì không? Còn tôi. Em kể tội đi em. Dạ. Ừ. Em hỏi anh nè. Ừ. Anh là một con chó. Ê ê, mày đang kể tội hay là mày đang chửi tao? Đâu có, em đâu có chửi anh đâu. Em đang nói là anh là một con chó. Ê ê, hình như là mày đang đứng về phe tao phải không? Đúng đó, em là phe của mấy anh. Đúng rồi. Tụi mình là đồng đội với nhau. Ừ. Anh tụi anh nói giùm em đi, tụi em là cái gì? Tụi bay là một bầy chó. Trời ơi là trời, mày chửi tao chưa đủ mà kêu người ngoài chửi luôn tao hả con quỷ? Không, không có, không có. Ý em nói á, chứ tụi mình là những bầy rất là đáng yêu. Con người nỡ lòng nào giết hại. Em chỉ muốn thân thiện với con người. Em chỉ muốn đùa vui với lại con người. Cũng vì con người mà em vượt 9.000 km đường biển, vượt qua hai cái đại dương. Vậy mà em lên bờ có 3 mét, em bị đập đầu chết. Mày! Đồ mấy cái con đơm đạc. Mày yêu giống chó gì, mày giống chó gì mà mày bơi 9.000 km đường biển mày. Ê, tao thương thương mày, tao cũng binh mày được nữa. Mày ăn chó làm sao mày bơi được 9.000 km? Em là chó biển. Chó biển là con gì? Là hải cẩu á. Hả? Hả? Em quậy mạnh lắm á. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày tao giết mày hồi nào mày vô đây mày kiện cáo tao?
em đâu kiện anh đâu. Em thấy chỗ nào có kiện em bay vô em kiện hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con hải tổ gì nè? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái con hải tổ gì? Trời ơi, là trời. Trời ơi, đang xử án tôi mà chơi gì kỳ vậy? Tụi bay ra đây coi. Hả? Tụi bay tẩy xong sửa cha nội này cho tao. Dạ anh ơi, bây giờ xử thiệt luôn á anh Phèn. Bây giờ vật chứng và cậu chứng đầy đủ rồi, ông nhận tội chưa? Nhận tội đi, nhận đi, nhận đi. Anh Phèn ơi, anh thông cảm em. Em cũng chỉ vì mưu sinh thôi. Tụi tôi cũng phải vì lo cho gia đình. Nánh đi. Vì đồng tiền mà ông nỡ lòng nào ông giết hại chúng tôi. Thậm chí tôi là con chó ông nuôi làm kiện nè, mà lúc cần ông đem ra ông giết luôn. Loài người mấy người chỉ vì một miếng mồi mà nợ lòng nào giết hại một giống loài trung thành nhất với loài người? Tại sao? Phải rồi, xử đi, xử đi, lâu lâu ngày hôm nay đứng trước tòa án, tôi thay mặt cho loài chó tôi quyết định xử ông. Anh Phèn hơi nhẹ tay giùm em, anh Phèn ơi. Ông nghiêm túc phê bình và kiểm điểm sâu sắc. Vậy vậy? Vậy vậy anh mẹ? Thử gì kỳ vậy? Ông giết mình đó. Thì bây giờ loài người nó sợ mình rồi thì thông cảm tha cho người ta đi. Dạ dạ, dạ đó. Em sợ lắm rồi mấy anh chó ơi. Nếu như anh không xử thì để tụi tôi xử. Tụi bay xử cái gì? Đáp đáp đáp. Ủa vậy là nãy mình chích điện vô mình hả ta? Vì mấy con chó hồi nãy. Phèn ơi, Phèn ơi, mày đâu rồi Phèn ơi? Phèn. Phèn ơi, đi ra đây đi con. Phèn ơi. Phèn, tao xin lỗi mày, tao không có giết mày nữa đâu Phèn ơi. Tao nào giờ vì mưu sinh tao phải làm mấy cái việc này, nhưng mà bữa nay tao không có giết mày nữa. Tao bỏ mấy cái dụng cụ này, tao bỏ hết. Không không Phèn ơi, mấy cái này tao bỏ, tao bỏ, tao không có làm, tao không có buôn bán thịt chó gì nữa hết á. Tao bỏ. Phèn ơi, Phèn ơi, đừng có sợ, chó là bạn không phải đồ ăn. Đừng có sợ nha Phèn, tụi mình về với nhau nha Phèn. Bình thường đi nghe, tụi mình là một nhà nghe Phèn nghe. Thôi các bạn bình sao á, thiệt á, các bạn nhảy gì mà không có phong cách gì hết trơn á, thiếu phong cách, không có chất riêng. Chứ bây giờ phải làm sao hả? Các bạn muốn sao các bạn phải theo mình nè. Các bạn ơi, ơi say oh yeah. Oh yeah! Say oh yeah! Oh yeah! Say long đẹp trai! Thôi bỏ đi! Các bạn bình sao á, thiệt á. Hôm qua tôi làm bài kiểm tra, tôi làm được lắm luôn á. Tôi chắc chắn với bạn á là tôi sẽ được điểm 10. Ai quan tâm? Con bị sao vậy? Mà hôm qua bạn làm bài được không? Cái gì? Bạn đang quan tâm lo lắng chăm sóc cho tôi đó hả? Hả? Bạn bị sao mà có bị mất trí nhớ không? Nếu Hằng không nhớ, để tôi nhắc cho Hằng nhớ. Đọc đề thi hôm nay khó quá. Nhìn đề thi ta muốn lăn ra ngủ. Biết bao nhiêu lời thầy dặn dò. Học hành cho tốt nghe chưa? Tự nhiên bay đi theo gió. Nhìn bạn bên sai xưa ghi chép. Thằng đẹp quá à. Người bạn thân suốt 3 năm học. Hãy cho tôi xem bài một lần. Một lần thôi. Hỡi ơi, bạn thân của tôi. Hả? Bạn nhìn tôi cứ như không hề quen biết. Cứ như không hề thân thiết. Dấu mất bài thi. Thế mà lúc bạn hứa trước khi
khi kiểm tra sẽ cho tôi xem thật nhiều lôi chép. Tôi hận bạn mà giờ đây giấu đi không thèm cho xem, giấu tôi cho bạn cây kem. Ác quá bạn ơi, ôi trời ơi, cái mắt vẫn không được xem. Bạn nhớ chưa? Bạn nhớ chưa? Trả cho tôi cây kem đây. Cái gì? Bạn đòi tôi cây kem á hả? Ừ. Vậy tôi hỏi bạn nha, bắt thang lên hỏi ông trời, lấy kem cho gái đẹp có đòi lại được không? Mấy bạn làm gì vậy? Ê, bạn đó phản ứng đó. Tôi nói bạn vừa mập đó vừa xấu, không ai mà tự nhiên nhận mình đẹp hết trơn, vui duyên dễ sợ. Bạn nói tôi sao? Bạn nói tôi mập. Vậy chắc bạn ốm quá ha. Xin giới thiệu cho các bạn, mình là Duy Long, học sinh trường tiểu học Truyền Thông Khang, nổi tiếng, đẹp trai, hát hay, tốt bụng. Ha! Tốt bụng á. Bụng là gì? Tốt bụng có nghĩa là mình có rất là nhiều ích lợi đúng không? Ví dụ như là nhà người ta đó, ăn cơm dư để cho chó. Nhà mình ăn cơm dư để cho mình. Suy ra các bạn là con chó. Kiki. Tôi thích cắn bạn đó, bạn quy định tôi là ăn chó. Thì bây giờ tôi quy định lại bạn là đồ ăn thừa để tôi ăn. Tôi mệt bạn lắm rồi đó. Bạn lo mà học bài đi. Một lát cô vô á, không thuộc bài á là cô la cho mà coi. Đúng rồi á. Các bạn bị sao á, thiệt á. Nè, giúp tôi một ngày hôm nay thôi, quậy banh lớp luôn. Giúp tôi một bữa nay thôi. Không. Đi mà. Tôi nói rồi. Bảo, giúp tôi đi. Thôi, không giúp đâu. Chơi. Không. Bạn không chơi hả? Tôi sẽ đánh bạn. Tôi đánh bạn gãy cái cần cổ. Từ cần cổ nó làm khổ xương sống. Từ xương sống nó tống qua xương sườn. Từ xương sườn nó nương qua lá lách. Từ lá lách nó tách qua ruột già. Từ ruột già nó tà tà xuống ruột non. Từ ruột non nó lon ton qua thận. Từ thận nó mới làm lận đận trái tim. Hiểu không? Nhưng mà mình đã nói với bạn là mình không có giỡn nữa mà. Ma má cho mình vô đây học mà mình không học là mình thất học. Mình thất học á là mình làm cho cô giáo thất vọng. Cô giáo thất vọng, ba má thất vọng, ông bà thất vọng, mọi người thất vọng, xã hội thất vọng. Mình vọng vô miệng bạn đó. Bên ngoài ăn thêm ngoài. Cô giáo, cô giáo. Chúng con chào cô ạ. Rồi, ngồi xuống hết đi. Cảm ơn Bảo. Chúng ta sẽ tới môn toán. Câu hỏi đầu tiên cực kỳ đơn giản. 30 chia 2 trừ cho 5 bằng mấy nè? Dạ con. Dạ con. Đó, cô rất là vui bởi vì hôm nay bạn nào cũng xung phong hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cô mời Long. Cô bị sao á, thiệt á. Dạ thưa cô, cái phép toán này dễ lắm. Lớp 2 cũng trả lời được nữa cô. Nhưng mà con không phải lớp 2 nên con không biết. Con bị teo rồi á. Con bị teo thiệt luôn á. Cô ví dụ cho Long đi. Dạ. Con có 30 cái đùi gà. Dạ. Sau đó bạn Bảo đi. Bạn Bảo ăn hết phân nửa số đùi gà của con. Rồi bạn Bảo thèm quá, bạn Bảo lụm luôn 5 miếng đùi gà của con. Hỏi con còn bao nhiêu cái đùi gà? Cô nói thiệt hả cô? Ừ. Bạn bị sao á, thiệt á. Tại sao bạn lại lấy đùi gà của mình? Không chơi với bạn nữa. Bạn lấy đùi gà của mình. Hóa ra là mấy cái ly sữa của mình bạn cũng lấy đúng không? Đừng có đánh bạn gà vậy. Con bị sao vậy? Dạ không có sao đâu cô. Tại vì bạn của cô vừa nói là bạn ấy lấy đùi gà của con không chết. Nhưng mà cái này cô chỉ ví dụ thôi mà. Vậy mà con hỏi cô thì không, cô nói thiệt, cô làm sao á, thiệt á. Con sao rồi? Bình thường cô giả cô như thế nào mà hôm nay con trả bài cho cô như vậy hả Long? Hôm nay con quá đáng với cô lắm rồi nha. Con có tin là cô mời phụ huynh vô không? Ê, cô mời phụ huynh rồi kìa, bạn năn nỉ xin lỗi cô đi. Năn nỉ xin lỗi cô đi. Con cảm ơn cô. Con giỡn mặt với cô quá hả? Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô là con cảm ơn sao? Hả? Giờ ra chơi á, mấy bạn vô mét với cô á là con rất là quậy. Con vô lớp con bài hết trò này bài tới trò kia, con phá hết người này phá tới người nọ. Rồi cô vô trong lớp mà con dám đánh bạn trước mặt của cô là sao? Thêm nữa, những cái câu rất là đơn giản mà cô thừa biết là con cảm ơn cô vì nếu như cô gọi ba mẹ của con thì ba mẹ con sẽ dành một chút thời gian cho con. Cô biết không, nhà con á rộng hơn trường mình nhiều. Rộng cỡ này nè cô nè.
Nhưng cô biết không, mỗi ngày á, con làm gì á, cũng chỉ có mình con à. Con ăn một mình, con ngủ một mình, con chơi, con cười mình con như khùng vậy á cô. Con, ba mẹ con đâu? Ba mẹ con đi làm rồi. Ba má con bận lắm. Con rất là nhớ ba mẹ con. Con ước à, con mở mắt ra là con nhìn thấy ba mẹ con gì, có khi cả tuần con không gặp ba mẹ con á cô. Con ước là mở mắt ra con nhìn thấy ba mẹ con. Bữa nay là sinh nhật của con, ba mẹ con lại đi đâu từ sớm rồi. Con sợ là ba mẹ sẽ không về dự sinh nhật với con á. Bộ tiền bạc và công việc á, đối với người lớn quan trọng dữ vậy hả con? Quan trọng hơn cả con luôn hả? Cô xin lỗi Long, nhưng mà cô nói Long nghe nè, con nít có một nhiệm vụ, đó chính là ăn đúng cử, ngủ đúng giờ, học hành cho chăm chỉ. Thì người lớn người ta cũng có nhiệm vụ, đó là lao động nè, đó là kiếm tiền, là lo lắng cho gia đình con cái. Cho nên là con đừng có giận ba mẹ con. Con phải tin là trên đời này chỉ có ba mẹ con thương con nhất thôi. Vậy là con phải ngoan đúng không cô? Đúng rồi, phải ngoan lên. Hôm nay con không cố tình làm vậy đâu, con bày trò vậy để cô gọi cho ba mẹ con á. Tôi ngoan nè, cô hiểu rồi, cô xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mấy đứa. Dạ. Bây giờ cô ra cái quyết định vậy nha. Chúng ta sẽ được nghỉ một tiết. Cô có một bất ngờ này cho Long. Gì vậy cô? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con trai. Ba mẹ xin lỗi con. Long nè. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Là niềm hạnh phúc nhất của ba mẹ. Ba mẹ hứa là sẽ dành nhiều thời gian nhất để cho con. Con cảm ơn ba mẹ. Trong một cái vở kịch á, cái câu gieo của bạn á á phê thiệt, tại vì bạn là con nít. Bạn gieo cái câu gieo cho tới cuối luôn. Cái câu gieo nó cũng hợp tình hợp lý, mà cái kiểu nhấn nhá đại từ của bạn y hệt như bạn bảo luôn. Thì tôi không biết là cái tình thầy trò thấm thiết tới đâu. Khi đóng vai con nít, nó có một cái sự gọi là ngô nghê trong cái nghề diễn. Diễn viên mình phải có cái của mình. Thì em đã làm được điều đó. Có nghĩa là em vô cái gia nhân vật cái em bé này, nhìn thấy và tin. Chúc mừng em đã vượt qua cái vòng này, và chị nghĩ là em sẽ bước được vòng kế tiếp. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Cái lúc mà em diễn trên sân khấu, anh Lập cũng xoay qua nói với chị: trời ơi, sao mà em nhớ cái thời đi học quá. Công nhận em đóng vai học sinh hay ghê luôn á. Nhìn thấy cưng lắm, chị ngồi chỉ có cái cảm giác mình giống như mình coi của một cái chương trình dành cho học trò, đúng không? Đúng là cái kiểu rằng là hồi xưa đi học lớp nào cũng có một đứa y như vậy luôn. Cũng béo béo mập mập vậy nè. Đó là một cái điểm nhấn rất là riêng biệt. Và khi mà hình ảnh của bạn xuất hiện, người ta nhớ liền cái nhân vật đó. Bạn đưa ra một cái thông điệp nó hiện đại, nó có cái kết nó cũng bất ngờ. Câu chuyện của bạn tôi thích, bạn diễn thì là chân thật. Cảm ơn. Từng thấy một cái buổi casting nào mà từ sáng tới giờ này không có một người tới cast? Trời ơi. Trời ơi, cuối cùng có ai tới cast không vậy trời? Có em. Bị sao vậy?
thoát gì để lậu. Ủa, chứ có thoát gì để góc hả? Té ảnh hưởng thanh quản, nói lộn được không? Thoát gì để nệm. Anh, cái anh này, anh ơi, anh phải đạo diễn không? Anh là đạo diễn nè. Trời đất ơi, cái gương mặt này, ôi một gương mặt thật thanh tú, ôi đôi mắt anh thật trìu mến, ôi một gương mặt thật phúc hậu. Anh ơi, em tin chắc rằng với gương mặt này anh làm chương trình nào thắng chương trình đó, đúng không anh? Đúng vậy. Tôi là một đạo diễn tài ba, và với gương mặt này tôi đã làm nên nhiều chương trình ăn khách. Và điển hình là buổi casting này, từ sáng tới giờ đã có 1.000 thí sinh tới cast. Wow. Khoan, để em. Thấy ghê chưa? Chỉ với một mũi dao nhỏ thôi mẹ đã bắn con ruồi thành 8 khúc. Găm vô người ta nè ba. Cái này sự cố anh ơi, cái này là sự cố anh hiểu không? Anh nói nghe nè, nãy giờ em giỡn với anh thôi. Em là thí sinh, em tới đây em casting. Bây giờ là em mắc diễn quá, bây giờ là em đang có tâm lý. Rồi. Tâm lý em nó đang cuộn trào rồi. Rồi. Bây giờ anh cho em diễn liền đi. Rồi. Anh không cho em diễn nó tuột tâm lý là em chết đi tại chỗ. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho anh một tình huống. Dạ. Nghĩ là cũng đơn giản thôi. Anh đóng vai cho tôi. Vai gì? Một người cha. Em là một người cha già, cực khổ sống ở miền quê sông nước. Em đi lên thành phố và em ở trong nhà của con trai em. Dạ. Thì em bị con dâu em hàm quan nói là em ăn cắp đồ nhà nó. Trời đất ơi, em xử lý đi, giỏi hay dở là ở bản lĩnh của em đó. Em làm được, cho em chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị nha. Em chuẩn bị nha em ơi, em chuẩn bị nha. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị. Giết. Sao hôm nay hai mắt đều giật, dự cảm có chuyện gì không lành. Cha ơi, Cha ơi. Ủa cha, sao cha đi ngang như cua vậy cha? Đi ngang vậy mới quay hình được. Cha ơi, sao cha buồn vậy cha? Ủa cha, cha buồn cha đợi nhắc nữa hả? Con không nhắc là cha quên buồn luôn đó. Tâm lý cha dựng quá. Cha oan ức quá. Cha có muốn ngồi ghế kể. Lấy cho cha cái ghế, cha mỏi chân quá. Dạ. Cha bận đồ như cô dâu vậy. Ủa cha, cha mỏi chân mà sao cha đứng? Đứng dậy lấy hình nhiều hơn. Mục đích sống của cha chỉ là để được lấy hình thôi à, con thương cảm quá cha. Cha ơi, mà có chuyện gì vậy cha? Con vợ của bay. Dạ. Nó nói cha là ăn cắp đồ. Trời ơi, sao nó dám nói cha ăn cắp đồ? Mà cha ăn cắp cái gì mới được chứ? Cha có ăn cắp cái gì đâu, mà ngày nào nó cũng đi ra đi vô, nó nói nó mất. Mất cái gì? Mất wifi. Trời, cha con hơi bất hiếu một cái cha. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Làm gì mà xàm xí dữ vậy? Mất gì không mất, mất wifi. Xúc động rớt nước mắt luôn nè. Trời đất ơi, anh kêu tôi xử lý theo tính cách của tôi. Tôi thấy nó mất cái wifi thì tôi nói tôi mất cái wifi chứ sao. Thôi được rồi, dẹp. Cái tình huống này nó xa lạ với anh quá, anh không có diễn được đâu. Bây giờ tôi cho tình huống kế tiếp nè. Anh sẽ dẫn bạn gái đi coi phim. Tưởng tượng dẫn bạn gái đi coi phim. Đúng vậy. Chị Dược Hương đi với em chị. Đi coi phim chị. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Cô chị dắt chị lên đi coi phim. Cái đó là chừng nào bị loại, chị lên chị ôm chia tay đi về đó. Xui nè. Bây giờ nè anh, bây giờ là em cần có một người bạn nữ để hỗ trợ cho em, hiểu không? Rồi, được rồi. Cút đâu? Chuẩn bị diễn phụ bạn nha. Đây nè, hồi nãy có quan sát hết mọi thứ rồi đúng không? Anh. Có ai phụ em không? Rồi, có rồi. Trời đất ơi, hay quá anh ơi. Anh ơi, đâu rồi? Đây nè. Giả gái nữa. Thầy Trung Nhân chửi nữa. Làm tốn bộ tóc giả Ngọc Trinh 1997.
không có cái hộp bàn để bỏ vô luôn. Nè, đem cái này vô luôn nè, cho trống sân khấu nè. Rồi anh ra đây em nói cho anh nghe. Chơi bản lĩnh luôn hả? Bản lĩnh luôn. Bản lĩnh luôn anh, tới luôn anh. Tới luôn. Nè bây giờ nè. Em nhỏ hơn anh, em là em của anh. Nhưng bây giờ anh đóng vai bạn em, anh đóng vai anh của em, thì anh là em của em. Mà bây giờ em là em của anh, nhưng mà anh là anh của em. Nhưng mà em là bỏ luôn đi, mệt quá. Cuối cùng cái máu mủ ruột thừa nó rằng sao? Nói chung bây giờ nè, anh trong vai thằng em của em. Rồi. Em làm anh, ok? Rồi. Vậy okay. Là bây giờ thay vì giỡn bạn gái đi coi phim là giỡn em trai đi coi phim. Ok. Bây giờ mình thể hiện cái khí phách đàn ông cái nè. Yeah. Vô đây. Vô đây. Anh ơi, anh có sao không anh? Anh có sao không? Anh. Đừng. Tại sao em hổn như thế? Em xin lỗi. Em xô anh một cái ngã lộn mèo. Dạ dạ, để em nhẹ nhàng lại. Titanic. Em trai, nhạc đi anh. Anh Jack, em John nè anh Jack. Anh đi. Chị Rose chết rồi. Em John nè anh Jack ơi, anh đừng chết, đừng bỏ em anh Jack. Em ơi, anh sẽ không bỏ em đâu. Dạ. Nhưng mà ở dưới này đông nó băng lạnh. Ủa băng nó đông lạnh lắm em. Dạ. Kéo anh lên, cái anh lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá vậy mình đi coi phim nha anh. Ok em. Dạ dạ. Em trai. Dạ. Em đợi anh lấy xe em chở em đi chơi nha. Dạ ok anh. Đợi anh nè. Ok anh. Không tin mới rớt xuống nước luôn hả trời. Em trai. Dạ sao anh? Có xe luôn. Ồ. Nè nhớ nè, nhớ nè. Ngồi nè, đàng hoàng nè, tử tế nè, hớn hở nè. Dạ. Đi nha, lên đường. Em ơi. Dạ. Em có thấy ngày hôm nay tình anh trai và em trai nó vui vẻ như thế nào không nè? Ủa trời, dạ anh. Ôi em bị cái gì vậy? Dạ em hớn hở đó anh. Ôi em hớn hở như ai dựa em vậy? Anh kiểm tra coi tròng đen em còn không? Thôi. Mày bớt xàm được không? Dạ. Bớt xàm được không? Dạ được. Bây giờ có muốn đi coi nữa không? Dạ muốn. Đổi vị trí đi. Mày lên mày chở tao nè. Mày là thằng em nha, nhớ anh nha. Hai. Chơi coi như là trong cái tâm lý là đi chơi nhưng mà giận nhau. Rồi. Tâm lý đó đi. Ê, mình đang đi xe đạp đó. Tao đi xe buýt. Thích thì chiêu. Lên đường. Bất chấp vậy. Bóng đen. Mày chạy cái lề đường sao mà không chạy, mày chạy xuống cái lòng đường làm cái gì vậy? Mày chạy mày tìm ai? Nè bớt đi. Bớt cái gì mà bớt, nghĩ sao cái dũng sình bự chà bá. Nó chạy nó không để, nó chạy thẳng vô chúng bà già bán vé số tội nghiệp đứng bên kia đường. Nè dù gì thì cũng bớt đi. Còn chừa đường cho mình nhãn xanh nữa. Em xin lỗi chị. Chị chạy cho kịp giờ đầu thai nghe chị. Rắc. Cửa giãn xanh khép lại rồi. Bon. Dừng xe. Chuyện gì? Trời ơi, nhấn ba lần té muốn chết luôn. Đi em. Ôi trời ơi, em nhìn cái xa kìa em. Dạ sao anh? Sao thấy anh? Cái gì chưa? Dạ chưa. Lề đường kìa, ui thông thoáng quá, các bụng tam cấp đập sạch rồi. Dạ anh ơi. Ủa nhưng mà trước các nhà tại sao lại có cọng dây thừng treo xuống vậy anh? Trời, đu vô nhà đây em, bởi vì bậc thềm giờ tới cổ sao đi vô. I love you Singapore. I love Singapore. Đây là Sài Gòn. Tới Vĩnh Long. Xuống Vĩnh Long coi phim hả em? Ờ. Ôi ôi đi xa dữ. Coi phim nha. Ủa làm gì vậy? Ăn bắp, ăn không? Ăn. Em làm gì vậy? Em ăn bắp. Con ăn bắp xào má ơi. Làm nãy giờ cạp muốn chết không nói. Có ai ăn bắp trái mà ngồi múc lấy múc để không trời? Vô rạp ai ăn bắp xào? Tại sao người ta được ăn bắp rang mà tôi không được ăn bắp xào? Vậy sao không ăn bắp caramel, bắp phô mai mà ăn bắp xào? Tại tôi thích có hành, tôi ăn bắp xào được không? Mày muốn ăn bắp xào, tao xào cho mày ăn. Thôi. Mày bớt xàm được không? Mày nói ai xàm? Tao nói mày xàm. Tao nói mày xàm. Tao nói mày xàm. Tao nói mày. Hai đứa cũng xàm. Rồi họ mà.
Coi phim nha. Trời đất ơi, thấy ghê quá. Ôi trời, cái lá nó sợ quá. Sao sao vậy anh, sao vậy anh? Con zombie kìa, thấy ghê không? Con zombie kìa, thấy ghê không? Hoạt hình anh. Thì mình coi phim khác. Phim khác là phim gì? Kinh dị. Chuyện kể về một cô gái sống côi cút một mình. Cuộc sống cô đang yên lành thì bỗng dưng một ngày nọ, mụ dì ghẻ và hai cô con gái độc ác xuất hiện. Đúng ngày đi lễ hội, cô gái vui sướng trong chiếc đầm xinh đẹp. Thế là ba mẹ con ganh tị, liền lao vào hút cô gái tới tấp. Cô gái trùi lủi trong đau đớn. Và lúc đó, cô gái khóc thét lên. Đúng lúc ấy, bà tiên xuất hiện. Tiên hả? Cổ tích lọ lem ba. Xin hả đơ hả đê hả la. Nói gì nói gì vậy? Cổ tích lọ lem. Xin hả đơ hả đê hả la. Đố mày nói lần nữa đó. Nói nhiều quá nhạt ngu. Ồ. Nói nghe nè. Cái gì? Vô chị. Hồi nhỏ giờ nghe ba chuyện này sợ muốn chết. Hả? Mày mất nhận thức hả? Mày không có tuổi thơ hả? Tuổi thơ? Ôi, tuổi thơ là cái gì vậy nhỉ? Tuổi thơ là cái gì? Ôi, hãy để tao nuốt luôn tuổi thơ của mày nè. Xàm quá luôn á. Đừng mà. Em không thích đâu. Đừng. Đừng nhìn em như vậy. Đừng. Đừng nhìn em như vậy. Đừng mà. Tôi nói rồi, tôi diễn bằng hết cái sức mình. Có bao nhiêu ga tôi chơi bấy nhiêu. Có bao nhiêu cái tâm tôi đẩy ra hết. Tâm hả? Tâm thần á. Ê, nè, một lần nữa anh không được xúc phạm tôi nghe chưa. Bây giờ tôi không nhiều lời với anh nữa. Vĩnh biệt. Ê, ấy, thấy tao diễn được không? Được. Nói chung á là nãy giờ á, tao thử mày vậy tao thấy là mày cũng có khả năng á, mày làm được á. Cố gắng lên. Tại tao căng thẳng quá nên nó vậy. Mày căng thẳng cũng đúng thôi. Ai đi thi mà không căng thẳng. Nhưng mà quan trọng á là mình phải tin vô bản thân mình ha. Rồi mình phải nỗ lực hết sức, tâm huyết. Thì không có gì phải lo hết. Với lại mày lo gì? Mày có tao mà. Lo hả? Đi thi không lo sao được. Bây giờ có nhiêu chơi bấy nhiêu, chơi một trận ra trò. Được chưa? Mày nói thì cũng có lý á. Nhưng mà bởi vì quyền đậu hay rớt đâu phải do mày quyết định đâu. Chứ do ai quyết định? Mấy anh chị cô chú thương em, tháng cho em qua vòng này em cảm ơn. Xin điểm, dơ, rẻ tiền, dơ. Ai dơ, mày mới chửi ai dơ. Tao nói là mày muốn thành công, mày phải dẹp bỏ những cái tâm dơ bẩn của mày. Nhưng mà nè. Sao? Mày nghe tao hỏi nè. Sao? Vậy mày có hứa cùng tao chơi cái trận này hết mình không? Nhất trí. Yeah. Và xin chúc mừng phần dự thi của thí sinh Hoàng Phúc. Cho con hỏi là lý do vì sao mà nghệ sĩ Trung Dân đứng lên ạ? À, các bạn rất là thông minh, nhạy, tích tắc. Các bạn sửa kịch bản mà tôi biết trong cái tiểu phẩm này các bạn biến tấu nhiều khúc, các bạn tự cương. Tôi mắc cười ở cái chỗ là khi mà cái tàu Titanic nó chìm rồi thì cuối cùng em là John, em quá thông minh đi. Quá thông minh. Anh Jack, em John nè, anh Jack. Anh chị Rose chết rồi. Cái độ lầy của em nó cũng rất là nhiều ha. Giải thích nữa. Vô tình chúng ta đã có được những cái tình huống hết sức là thú vị, từ cái người xem tới các bạn diễn. Và các bạn làm ra cái tiếng cười. Diễn sống rồi, bây giờ các bạn có thích cái trường đoạn nãy các bạn diễn không? Dạ thích. Đó, đó là một cái sự sáng tạo, sự thăng hoa của những người nghệ sĩ. Tôi bây giờ tôi không nói nhiều. Tiểu phẩm này tôi kết và tôi sẽ cho điểm ngon lành. Vậy thôi. Cảm ơn chú nghệ sĩ Trung Dân. Em choàng cái khăn màu hồng lên thì chị cứ quay qua chị hỏi lập liền là có phải anh Dân nói là không có cho giả gái thì không cho giả mẹ thì đổi là thành ba đúng không? Thì lập nói đúng, chị nói chết nhỏ rồi, không biết là kịp cho em không. Nhưng mà sau khi chị thấy em đóng nam cũng rất là hay mà. Đóng nam hay lắm, lúc mà em rung em đi ngang đó. Tới cái lúc mà cái Titanic, cái tàu nó bể, chị đã nói với Lập là chị cắt nha, còn dài không và chị sẽ cho em vào vòng sau. Vì người diễn viên giỏi nhất là cái gì? Giỏi nhất là ứng biến trên sân khấu.
Dạ, khi có tình huống gì xảy ra mình cũng phải hoàn thành hết. Kể cả có chuyện hung tin xảy ra đối với mình, vẫn phải hoàn thành đêm diễn đó một cách hoàn hảo nhất cho tất cả các bạn diễn. Thì em đã quá tròn để ứng biến sau những cái khó khăn của ban giám khảo bắt. Và chị Vinh dân đồng lòng đưa em vào vòng sau. Anh và anh Tiên rất bất ngờ với em. Chẳng những em là một ẩn số chương trình này, chẳng những là đáng gồm cho các bạn trong bảng này, mà đáng gồm luôn cho các bạn trong bảng A. Bữa giờ là tập suốt luôn á. Anh thấy em mới coi cứ đứng một góc, cứ tập suốt hoài à. Mà thấy hay hay là rất là thấy thương. Khi mà em diễn những cái thích ứng của em, anh nói thiệt, rất là hay. Thật sự trong cái diễn xuất em nó nhiều màu luôn. Vậy anh hy vọng vô vòng sau phải diễn một cái màu khác màu này nữa. Trong cái tiểu phẩm này anh mới thấy được một điều rằng là những cái gì mà em đã cố gắng gò mình vào trong đó nó lại không hiệu quả bằng cách em thích ứng và em từ những cái phản xạ đó. Thì cái duyên dáng tự nhiên nó ra. Chị nghĩ hồi nãy á, là nó bị áp lực. Bây giờ tự nhiên không cho giả gái nữa. Chạy ra đằng sau, em chạy ra đằng sau, em kêu đừng nữa, chuyển qua nam. Đúng rồi. Thành ra lúc đó tâm lý của em, được không được làm thôi, làm hết mình. Em làm đại đi. Thành ra lại đúng, đúng không em? Không, Hương nói trước, trước khi đúng, ra đúng, là không, em... Hương nói gì không đúng. Cái này nó nói không đúng phải kìa. Là ăn mai, không phải là ăn mai. Cái này đó, nó có một cái tư duy, nó thích ứng ngay chỗ đó. Mình dạ, phải công rồi. Nhận cái tài của nó ngay chỗ này. Không, dạ. Nhưng ý chị nói là cái đó không phải sắp xếp của em. Làm cho hết mình, được không được, rớt cũng được. Cái hết mình là tên tiểu phẩm này luôn đó chị. Ủa vậy hả? Em với lại Phúc tự suy nghĩ ra đặt tên tiểu phẩm này là hết mình. Cứ làm hết mình, cái này không có gì để mất hết. Và hy vọng rằng là em sẽ giữ mãi cái nét thích ứng này, cái sự thông minh, cái sự nhạy bén này để có thể tận dụng những tiểu phẩm sau và làm cho nó xuất sắc hơn. Cái tiểu phẩm này đề cái chữ hết mình bình thường nó phải có cái dấu chấm than nữa, hiểu chưa? Cảm ơn. Nè tụi bay. Dạ. Dạ. Lâu lắm rồi tao mới quay lại khu vực này. Hôm nay tao giao cho tụi bay chỗ này. Bất kỳ đứa nào tới đây buôn bán thu tiền bảo kê cho tao. Dạ. Tụi nó không thu á, tụi nó không đưa. Tự nó. Dạ. Dạ đại ca. Tao qua khu vực khác. Thôi mày, già này không bị gì vậy? Ê, hình như ông bị điên đó mày ơi. Đi đi chỗ khác đi. Đứng số đó đây không cắn chạy nọc nữa. Nhức răng quá. Vẫn thấy chi riêng mình ta, tiếng hót say con cua nhìn chú chim hòa ca. Ngày vui đã đến, do lòng thấy cô đơn lạ thường. Nhìn ra đằng xa ta, thấy chú kia đang ngồi một mình. Cháu xin lỗi chú, làm như cháu đang phá nát cái bầu không khí yên tĩnh của chú. Chú ơi, chú đang đọc báo hả? Không lẽ đọc truyện? Mà lỡ mà trong báo nó có chuyện thì sao chú? Thì tao đọc truyện. Ôi mà lỡ mà trong báo nó không có chuyện thì sao chú? Thì tao đập mày bây giờ à. Dạ dạ. Ô nó có dao hoàng lương thôi. Ô chú ơi chú ơi, chú hiểu lầm rồi. Đây là cái công việc kinh doanh buôn bán của cháu. Cháu đang làm hàng bán. Chú sang đây chơi gian hàng của cháu cho nó vui. Sang chơi hả? Vâng, sang đây chơi cho nó vui. Con bán gì vậy? Con bán trái cây, con bán trái cây. Chú ơi, hả? Chú nhìn cái xe hàng của con vậy chứ mà không phải hàng bình thường đâu. Mà hàng của con đều là hàng ngoại nhập hết đấy. Trái xoài nào. Con nói với chú, con nhập từ một cái nước, khi mà con phiên âm cái tên nước này sang tiếng Việt á, cái tên của nó lạ lắm. Tên gì mà lạ? Thế nào tại sao? Thế nào tại sao? Là nước gì? Thế nào là hao, tại sao là quay xoài, con nhập từ Hawaii á. Ghê không, ghê không, ghê không? Ê, còn chôm chôm nè, chôm chôm, tao thấy chôm chôm nè. Chôm chôm là trái này là kỹ, là con phải cất kỹ. Tại vì, con nói chú nghe, cái trái này con nhập từ cái nước mà nó lạ lắm, lạ nước, hơn cái xoài luôn. Cái nước nào? Nước Cô Long uống bia. Cô Long uống bia? Mày xạo mày, chẳng lẽ bà Cô Long bà cắn sợi dây, bà nằm trên cạm dây, bà đung đưa cầm lon bia. Vô tụi bay ơi! Không có phải. Cô Long uống bia là Colombia, chôm chôm nhập từ Colombia. Tao mua hôm hộp bán đi. Thôi hỏi chơi thôi chứ tao không mua đâu. Ủa kiểu bố. Dừng chân dừng bước đừng đi mà bố. Thôi tôi có con nào trời. Bố ơi xin bố hãy xót thương cho những người làm ăn lương thiện chân chính.
con dài nắng dầm mưa mới nói hai câu mà bố đã bỏ đi rồi. Tội nghiệp con mà bố, từ lúc vào đây kiếm ăn hàng ngày mưu sinh, công sức mồ hôi con đổ ra, bố thương tình hãy mua giúp hàng. Mua đi bố. Hết chưa? À, hết rồi. Bravo, tuyệt vời lắm con ơi. Tập cả một đêm. Mấy đêm luôn đấy. Tuyệt lắm con. Mấy đêm luôn. Nhưng mà bố mua chưa? Được rồi, thấy con giỏi vậy chú mua ủng hộ con em đâu. Thôi mua cái ly xoài này đi. Vâng, cốc xoài. Không, chú chỉ ăn xoài chứ không ăn cốc với xoài. Vâng, thì con bán cho chú cốc xoài. Tao đã nói tao ăn xoài, tao không ăn cốc. Ồ, thì con nói là con bán cho chú cái cốc xoài đây. Cái thằng này nó làm sao ấy. Ồ, thì cái đó là cái tiếng địa phương của con, cái này là cốc xoài này. Cái này cũng nghĩ là cái gì? Ờ, mà mày cốc. Lấy tao cốc xoài đi. Đây một ly xoài đây. Người ta thì tục, mình phải hát chứ. Xoài lắc ha. Vâng. Ăn thử. Sao bố, sao bố, chất lượng sao? Ngon. Nhiều hả? 50 ngàn. Không trả rồi mà. Ôi ôi, bố. Ôi, ai lại cắn giỏ xong lại trả lại thế? Cho mày nghĩ làm sao vậy? Một cái ly loài người ta là 25 ngàn là mắc, mày chơi tới 50 ngàn. Nhìn sang mà keo thế. Thứ hàng con hàng nhập mà quảng cáo từ nãy tới giờ. 50 ngàn thôi. Quá này mà mệt. Nè, nè, tiền nè. 500 ngàn. Con ơi con, cái gì vậy con? Trời ơi, con ơi, cái gì vậy? Bị gì vậy? Hả? Ôi, trong cái cuộc đời kinh doanh dạo của con ấy, chưa có ai mà bo cho con tờ 500 ngàn to như thế này luôn ấy. Gì vậy ba? Đưa 500 là thôi là 450 đó. Nhưng mà cái gì? Con vừa mới đẩy xe hàng ra, đã ai mở hàng, ai mua gì đâu mà có tiền trả lại cho bố. Chứ bây giờ mày không có tiền thối, tao không tiền lẻ, giờ làm sao bây giờ? Không có mà, thôi. Gì? Bố vui tính quá mà vừa sáng mở hàng cho. Con tặng bố ly xoài làm kỷ niệm, bố lấy tiền đi, con không lấy tiền. Mày tặng. Con tặng bố luôn đấy, có gì đâu. Wow. Wow. Trời ơi, thằng này bán nó mau giàu lắm nè. Ui, cái chuyện này cơm bước. Con nói là bố con nổi tiếng là bán hàng vui tính ở đây nha. Con bán thì có khi người ta thương con á. Con cho ta, người ta thương về ăn thấy ngon, bữa sau người ta quay lại. Ta mua, ta còn cho hơn nhiều tiền hơn nữa chứ nhầm nhò gì bố ơi. Nhưng mà xoài ngoại nhập mà. Nhưng mà thật ra con vui tính, con đùa thôi. À. Xoài này ở đâu mà ngoại nhập với nội nhập? Cái này là con nhập của bà ngoại ở dưới quê chồng á. Bố cầm tao sợ mày thiệt luôn. Cầm về ăn cho vui, có gì đâu. Thôi, nè, lấy đi. Bán đắt nghe. Chú cho cháu hả? Ừ. Ôi, ôi, chú ơi. Gì? 500 ngàn này có thể với chú nó không to gì cả. Ừ. Nhưng mà với cháu thì nó to tát lắm thôi. Chú ơi, hay là chú lấy hết cái xe của cháu về ăn đi. Lấy cả cái xe luôn, đây. Sao mày đưa hết cơ nghiệp của mày cho tao vậy? Chứ ai mà lại mua ly xoài mà 500 ngàn như này là chưa. Chứ bây giờ mày mất cơ nghiệp này rồi sao mày sống? Ừ. Bây giờ mà chú cho cháu 500 ngàn này, cháu lấy không thì cháu ai nấy lắm. Ui giời. À chú, ngoài bán trái cây này, cháu có bán mấy cái đồ bán dạo nữa. Hay là để cháu tặng chú mấy món đồ về chú làm kỷ niệm cháu vui. Rồi vậy đâu cũng được. Rồi đâu đồ gì đâu, lấy đây. Nhưng mà cháu tặng không nó đâu có vui. Hay là bây giờ cháu hát đi. Cháu hát mà trong cái bài hát đó mà nó có cái đồ nào là cháu tặng chú cái đồ đó. Bây giờ là mày tặng coi như là mày hát, có cái gì là tao lấy cái đó đúng không? Đúng. Rồi bây giờ hát đi, hát liền đi. Gõ cửa trái tim ván em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào. Chẳng lẽ tặng cái quyệt. Ơi sao bà chưa mà ngủ vùi với chiêm bao. Nổi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Cái cửa, người tặng cho cái cửa nè. Con tặng chú cái bật lửa. Ủa sao từ cái cửa cái nhảy qua bật lửa vậy con? Nó cứ có mình ưa là tặng thôi. Thì sao không tặng cái cửa? À, cái cửa hả?
cái cưa chắc là nay con chưa chuẩn bị. Rồi nè, trời ơi, thấy mày vui tính ghê luôn á. Còn gì nữa không? Cái bài này đặc biệt. Hả, sao? Con hát mà con đố chú biết con tặng cái gì trong cái bài hát này mới ghê này. Mày hát liền cho tao, tao cảm thấy nóng người rồi nè. Chú mày nghe lần lượt từ từ nữa nha. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Nắng, mưa, à, mày tặng tao cái nón với cái áo mưa. Không, con đã bảo chú nghe từ đầu, chú phải nghe lần lượt chứ. Thì nắng với mưa là cái nón áo mưa chứ gì nữa. À, thì con tặng chú ngày xưa. Ngày xưa? Ngày xưa. Trở về tuổi thơ hả? Ôi thích quá. À, ngày xưa con tặng chú trái dưa. Ô, trái dưa hấu là sự tích mai ăn tim. Ô, tuổi thơ ùa về. Rồi, cảm ơn nha. Thôi, mùa mai bán đắt nha. Con cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chú nhiều lắm luôn á. Chú ơi, về mạng giỏi nha chú. Cuộc đời bán xạo. Thôi Hàng là ai vậy? Bảo Kê. Chủ tiền đây. Anh ơi, 500 ngàn đi của em. Của ai? Ôi dồi ôi, anh cầm dao thế này thì chắc chắn nó là của anh rồi. Mà nè, tụi tao có hai thằng lận, kiếm thêm 500 ngàn nữa. Lẹ mày. Anh ơi, bình tĩnh. Con ơi, chú muốn nói với con điều này. Con bị cái gì vậy? Mày nói cái gì nhỏ quá không nghe. Mày nói cái gì mày nói lớn lớn. Ông thử ông vô đây coi trong tình cảnh này ông nói lớn được không? Sao mà không được. Tao ghét với đàn ông nói chuyện nhỏ đó. Đi ra đi. Thiệt luôn á, đàn ông mà hèn hạ muốn chết thì thiệt á. Đứng ở đây mắc mớ thì phải nói nhỏ. Đưa dao lên. Rồi mày hỏi đi. Rồi chú bị gì vậy? Ui vời. Đang cái lúc mà nước sôi lửa bỏng này chú còn đùa. Nói to lên. Rồi chú hiểu chưa? Hiểu rồi. Vô. Ôi trời ơi, mày bị ăn cướp hả? Các cậu bình tĩnh nha, Bây giờ các cậu có thể cho chú cháu tôi 30 giây hội ý được không? Được. Ông có 30 giây. Chú ơi. Chú. Ôi dồi ôi, còn tiền ở đâu thì đưa cho nó đi. Con bình tĩnh đi, con đừng có sợ. Người ta sẽ biết con sợ, con hiểu không? Nhưng mà con nhát lắm. Bây giờ đó, trong cái tình cảnh như vậy, chỉ có trời mới cứu được thôi. Đưa tiền đi không? Đưa tiền đi. Khoan đã. Các cậu, ai sinh ra trên đời cũng đều có cha, có mẹ. Yêu quái cũng vậy. Và ăn cướp cũng có mẹ, có cha. Lúc các cậu cầm dao như vậy, các cậu có nghĩ về cha mẹ hay không? Hãy dứt dao đi và nghĩ về cha mẹ. Ủa? Tao mày mồ côi mà. Cuộc đời không như là phim. Đánh lại. Tại sao lại đánh chú như vậy hả? Mày nói chuyện á. Tại sao? Đánh chú. Lấy tiền tụi nó xong chưa? Dạ đây cam. Thằng này với ông già đòi hoài không được đây cam. Thằng này hả? Dạ. Mày nhiều trả tiền chưa? Ủa chú Đặng, chú đi đâu đây? Khoan, từ từ, để con xử thằng này đấy. Ơi Nhân à. Mày hả Nhân? Sao? Con nè, bữa nay con lo mấy cái vụ bảo kê quanh đây nè. Trời đất ơi, Nhân ơi. Hồi xưa mày cũng bán như người ta. Rồi tao mới cho mày số vốn để mày có cái sạp, mày buôn bán người ta. Rồi bẵng đi thời gian giàu về đây làm bảo kê. Trời ơi Nhân ơi, là Nhân tại sao vậy? Trời chú ơi, do hoàn cảnh thôi chứ con cũng có muốn đâu. Chú để con xử thằng này đi đã. Nhân ơi. Bây giờ á, con hãy nghĩ về chú. Hãy nghĩ cho chú thương chú mà tha cho nó lần này được không con? Bây giờ con tha nó, con nể chú rồi này ca con sao? Sao? Thì coi như hôm nay mày nhắm mắt lại mày không thấy nó đi. Nể chú đúng không? Ừ. Nhưng mà con nể chú, con tha nó hôm nay. Bữa sau con gặp nó con không hứa nha. Đi tụi bay. Dạ. Nhớ tao nha mày. Được rồi Nhân ơi. Hả? Hồi đó anh nó cũng bán trái cây giống con hả chú? Ủa chú ơi, vậy là ai bán trái cây lớn lên cũng làm ăn cướp hết hả chú? Hả? Mày bị điên hả?
Trời ơi, mỗi người mỗi tính. Tính của nó là ngang bướng ngay từ nhỏ rồi. Tao cho số tiền tưởng nó sẽ hoàn lương, nhưng mà không, tính nào tật nấy à. Nhưng mà còn mày, tao là tao thấy mày cũng thành thật, tao nghĩ mày là người tốt đó. Thực ra thì trước đây bố con cũng là giang hồ. Sau khi mà con từ ngoài đó vào đây làm ăn ấy, con đã tự hứa với mẹ và hứa với bản thân mình là dù có đói, có rách, có khổ thế nào đi chăng nữa thì con cũng không đi bao giờ đi ăn trộm ăn cướp đâu chú ạ. Nói được là phải làm được, nghe chưa? Chú an tâm đi, con hứa với chú mà. Nè, chú thì chú ở mình không có con, ở thấy con cơ nhở vậy chú cũng thương, về làm con nuôi chú đi. Rồi chú kiếm công việc gì đó, rồi lãnh lương hàng tháng cho nó an toàn. Chứ mày ở đây cũng không yên với tụi nó đâu. Chú mới nói cái gì? Nói cái gì là nói cái gì? Ở đời người giúp người với nhau là chuyện thường mà. Chú nhận con làm con nuôi hả? Phải ráng là người tốt nghe chưa con? Con biết rồi chú ơi. Thôi, buôn bán lẹ đi, trái cây héo hết rồi kìa. Con quên thôi. Rồi, ai có xoài không? Nè, có cần chú rau phụ không? Thế là chú bố chứ nhờ. Bây giờ con phải gọi là bố chứ, hay là bố bán phụ con luôn đi. Bố rau nếp nà lắm đó con. Ai mua xoài không? Xoài gì ai mua không? Ôi, mua xoài gì? Ôi, và xin chúc mừng cho thí sinh Xuân Phú đã hoàn thành xong bài thi của mình. Xuân Phú ơi, em là người dùng nào ạ? Em ở Phú Thọ. À, quê Phú Thọ. Em có một cái màu sắc đặc sản lắm. Em rất là điềm tĩnh, dễ thương, đặc biệt. Em không phải là cái người đẹp lắm, nhưng mà chị Khả Như cứ xích xoa, nói em mộc mạc chân chất. Chị thích cái gu như thế. Đó, trời ơi, mọi người chị Khả Như thôi thích cái sự mộc mạc và dung dị của bạn, cũng như là không có cái kỹ năng. Bạn này bạn cứ từ từ cái vai của bạn, mà giữ đúng cái vai của mình diễn, không có bị kéo theo, không có bị lạc, không có bị sợ gì hết. Cứ như thế, nhìn cái sự chân thật mà ngây ngô, rất là dễ thương luôn. Dạ, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn các anh chị. Thì bản thân em thì em chưa bao giờ em tiếp xúc một cái sân khấu nào mà nó như vậy cả. Kể cả đến giờ này 10 năm rồi em đứng sân khấu này, nó là một quá trình. Em là một trong những bệnh nhân mà sống sót, gọi là hạng hiếm của Việt Nam đấy. Em bị bệnh viện Việt Đức trả về năm 2007. Em bị gì? Em bị u hạch. Đây là... Tức là u hạch khi mà mổ á, cứ mổ ở đây thì nó chạy bao giờ mà hết cơ thể mình thì mình sẽ chết. Em bị hai bệnh viện của Việt Nam trả về là Bạch Mai và Việt Đức đều trả em về và nói về chuẩn bị, nói chung là thiêu đốt hay là chôn hủy gì đó đi. Nhưng mà em có một người mẹ vĩ đại nữa, mẹ em đã từng bán hết cả nhà cửa, đưa em đi khắp Việt Nam mình để mà lấy thuốc chữa cho mình em. Thần thiệt về mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Hay quá, dễ thương quá. Kính thưa quý vị nha, chào mừng quý vị đã đến với tiết mục ca nhạc kịch giữa giờ của tiệm thẩm mỹ trên ga Long Đao. Dạ, bộ móng chưa kịp gọi bộ đầu thì mình coi tiết mục văn nghệ này xong mình về nhà mình ăn chén cơm, mình tắm cái mình, xong chiều mình qua mình làm đẹp tiếp giùm em. Khách đông quá hôm nay em không nhận thêm vào ca trưa nữa nha mọi người nha. Rồi giải tán đi em, giải tán đi em. Chị nhớ cả tiền xô nha chị. Cảm ơn em. Giang à, tới ngày mấy vậy Giang? 30 Tết. Sao chưa tới nữa ta? Giang à, mấy giờ rồi Giang? 1 giờ PM. Dễ dữ thần vậy trời. Giang ơi, chuẩn bị đón khách. Em gái ơi, nhảy xong không có gì phải hoảng hốt hết. Bình tĩnh giùm chị nha. Rồi theo chị đếm nè, hít vào, giỏi lắm, thở ra. Hít vào. Thở đi em ơi. Giơ hai cái tay lên, chụp cái phao giùm chị nha. Chị lại em ơi, em lấy cái tay em chụp cái phao, em đừng lấy cái đầu em chụp cái phao em ơi. Rồi, để chị xuống. Bình tĩnh. Rồi sao? Bình tĩnh chưa? Biết ở đây là ở đâu chưa? Ở đây là đâu vậy? Ở đây là ghe của Long Đao. Các em ơi! Về lòng đất nước tôi,
chàng tay đón tôi sẽ thăm những dòng sông đừng quên xanh mà biển hay quá. Tiết mục văn nghệ chào đón khách nhảy cầu hôm nay xin được phép kết thúc. Mời các em vào nha. Rồi tỉnh táo tỉnh táo. Dạ. Mệt không, nhảy cầu mệt không? Ôi nín nào mới khóc nè, lạnh không chết. Muốn không có đừng có chết, khùng quá. Uống trà gì? Nha uống trà nha. Gì vậy? Bên chị hả có các loại trà như sau: trà khổng tước nè, trà hoàng đế nè, trà hoàng gia. Ôi em lạnh lắm. Không lạnh rồi, thôi vậy thôi uống trà nóng nha. Uống dạ. Trà nóng ha. Dạ, dạ. À, trà nóng là trà nóng hay nước nóng em? Trà nóng. Trà nóng, trà nóng là cái nước vẫn lạnh với cái ly vẫn lạnh bình thường. À, trà nóng với nước trà nóng á. Là cái nào nóng cái nào lạnh em? Là trời ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Cứ mỗi lần tới khúc tư vấn uống trà là khách nhảy à? Không hiểu nữa. Thôi lên em ơi, chị tư vấn cái khác cho. Lên 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 lên. Bình thường, bình thường. Ở đây nhảy đi nhảy lại là chuyện rất bình thường. Rồi, nói chị nghe nè. Lạnh quá thôi chị lấy lò than cho em sưởi nha. Bên cạnh lò than chị có thêm một cái số món mình ăn kèm khi mình sưởi ấm nữa. Mình có hải sản nè. Hải sản, hải sâm, thịt heo, thịt bò, ba chỉ cuộn. Em lạnh luôn. Lạnh thì ăn lẩu nha. Ăn lẩu không? Vậy nữa. Chị có lẩu dê, lẩu bò, lẩu thái. Có lẩu há giá lồ nữa em. Há giá lồ? Ừ, không ăn hả? Thôi vậy ăn lẩu băng ca không? Cái chị người ta có lẩu băng truyền với băng ca là gì? Đặc sản trên ghe chị là lẩu băng ca. Anh ơi anh muốn ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật ngon cho nên anh đừng tiếc tiền. Chưa? Không gấp được một đũa nào chứ mà đã đời. Đó, cái đó là một ví dụ để chị điển hình cho em biết một cái chuyện là băng ca đi rồi không thể quay lại được. Dạ. Nó giống như là thời gian vậy đó em. Bởi vậy ông bà ngày xưa người ta có câu hát như thế này đây: thời gian trôi qua mau chi, thời gian trôi qua mau chi còn lại những thân yêu ơi sẽ còn mãi thiên thầy cô bạn bè mến thương ơi chỉ còn nhớ những phút. Chị có thể hát không được mà nó mới âm nhạc hỗ trợ được đâu. Để rồi mai chia xa chỉ còn lại đây tiếng cười. Ủa sao kỳ vậy ta, cứ hát là có người nhảy, hát là có người nhảy à? Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nói. Giang, Giang, Giang. Kỳ vậy ta? Nếu có ước muốn trong cuộc. Ngộ quá, cứ hát là nhảy, hát là nhảy hoài à, mệt không ai thương tôi hết trơn á. Cái đó là một ví dụ của chị thôi, em hiểu không? Giang, đi chuẩn bị. Trong cuộc sống á, nhiều khi mình có những vấp ngã, nhưng mình đừng như vậy mà mình bỏ cuộc, em hiểu không? Bởi vậy ta nói Giang, trong cuộc sống này nếu em có gặp vấn đề gì thì em phải biết tiến lên. Nhìn chị. Một con heo. Heo nè. Thì người ta có con heo lớn hơn. Ba được không? Thì người ta có tứ quý. Đó là cuộc sống. Trời ơi. Tuổi trẻ bồng bột quá. Em ơi, lên đây chị nói cho em nghe nè. Mày tìm cái gì như đãi cát tìm vàng dĩ dáng. Nó trôi. Đi lên đây. Em ơi, cuộc sống này không có được vội vàng, em hiểu không? Bởi vì chị nói em nghe, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đúng vậy. Có thể dán bài này. Ê,
xì bàn gấp đôi. Trời ơi, ngồi xuống đây, tuổi trẻ bây giờ bồng bột quá, hở một cái là nhảy, hở một cái là nhảy. Lại đây, cơ hội không từ chối ai bao giờ. Chính lúc cơ hội đã đến với em, và cơ hội cũng đến với Đào Ba Cào. Em ơi, giờ ta chẳng còn chiến, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc giá. Thôi mà, có gì đâu mà buồn. Không cắn lưỡi. Em ơi, không cắn lưỡi. Thức dậy mà trả nợ nha cưng. Nhưng mà tiền đâu mà trả nợ. Khùng quá à. Em ơi, nãy giờ chơi dài dán bài, Đào cũng ngờ ngợ ra được nguyên nhân em rồi. Nhưng mà Đào muốn chính miệng em nói ra, tại sao em nhảy cầu tự tử? Tại vì em thua bài, thiếu nợ. Em quỳ xuống. Tại sao vậy hả em? Chị cho em tiền lên Sài Gòn em ăn học, mà tại sao bây giờ em lấy tiền mà em đi đánh bài vậy hả? Như vậy là bất hiếu với bà lắm, con có biết không hả, con gái của bà. Mẹ thương con, mẹ yêu con, bây giờ con làm như vậy mẹ cực kỳ tốt. Thôi. Nói mẹ không đánh con nữa, con đứng dậy con nói chuyện cho mẹ đàng hoàng. Dạ. Làm cái gì mà con sợ mẹ dữ vậy? Đứng dậy. Tại sao? Dạ. Tại sao lại lâm vào con đường bài bạc? Tại ba mẹ đó. Tự nhiên hai người chết đi để cho con quá trời tiền luôn, có biết làm cái gì đâu với mấy anh chạy phung phí gì đó. Tại hai người với bộ. Câu chuyện của em bi thương quá. Đào nghe Đào đứt cả ruột luôn đó. Đào giả bộ vậy đó, cho câu chuyện của em với Đào thêm kịch tính thôi. Không có gì hết, hiểu không? Mà chị là ai vậy? Chị là Đào, chị là chủ ghe. Em tên gì, nói cho chị nghe coi. Em tên Mai. Cái gì Mai? Bình Mai. Rồi thôi, biết sao nhảy rồi. Rồi biết. Ế khách quá nhảy phải không? Cái gì vậy? Em phải Hậu Kim, em Hậu Nguyên, Nguyên Bình Mai. Thôi thôi thôi, được rồi. Đào nói em nghe nè, mình thua bài thì mình phải cố gắng, mình giật dậy, em hiểu không? Trời, chị nói dễ nghe quá, muốn cố gắng là lên được. Vậy cuộc đời em khổ lắm, vậy em muốn chết. Em khổ bằng Đào không? Hồi xưa gia đình Đào nghèo lắm, ba má Đào mất sớm. Ba má Đào bệnh quá, đau đớn quá. Mất sớm như vậy mình nhẹ nhàng hơn, em hiểu không? Một người khổ còn hơn là ba người khổ. Dạ. Yeah. Nhưng Đào không bao giờ Đào buông xuôi với số phận hết. Mặc dù á là Đào không có đi học nhiều, không có kiến thức, nhưng mà được một cái á là mỗi lần đi xin việc làm, không ai nhận Đào cả. Ừ đúng rồi cưng, không có học đi làm ai nhận, đúng không? Dạ dạ đúng. Nhưng mà em ơi, cuộc đời này công bằng lắm. Người ta lấy đi của mình cái này, người ta sẽ cho mình lại cái khác. Cho gì chị? Người ta lấy đi của mình gia đình, học thức, tài sản, nhưng được một cái, người ta sẽ cho mình một thứ vô cùng lớn lao. Vậy cho gì chị? Cái nợ. Không có ăn học rồi đi đánh bại rồi hỏi sao không nợ. Nhưng chưa bao giờ Đào buông xuôi với cuộc sống này cả. Em ơi, Đào dinh vào số nợ đó, lấy làm động lực để Đào rẽ sang một hướng khác. Rẽ? Chị rẽ hướng nào? Chị đi nhảy. À, là chị đi nhảy giống như là cái vũ đoàn á hả? Xong rồi vô mình trả nợ đúng không? Không phải, chị nhảy cầu. Chị chết rồi. Em tiêu cực, em ơi. Nhưng mà ảnh đâu có cho chị chết dễ dàng vậy đâu em. Ảnh ai? Ông trời á. Ông trời mà bà kêu bằng ảnh. Kêu vậy chứ nó gần gũi, hiểu không?
em thấy ổng gần chị lắm á. Ông trời ổng công bằng lắm em, ổng không cho chị chết dễ dàng như vậy đâu. Chứ sao? Lúc mà chị nhảy là có người vớt chị. Ai vớt chị? Ba chị á. Nhớ. Ba nuôi, ba nuôi. Ba nuôi. Đúng rồi, chị ở với ba chị nuôi chị. Xong ba chị chết, cái chị chiếm cái ghe. Ba chị chết xong rồi cho chị cái ghe. Là cái ghe này hả? Ừ, cuộc đời chị ly kỳ lắm cưng. Giống như cái lúc chị nhảy là chị mở hàng ngay đêm 30 hàng sau á. Trời, kéo theo những cái năm sau đó thành cái trend. Cứ 30 Tết là có đứa nhảy, 30 Tết là có đứa nhảy. Ghê vậy? Ừ, năm nay là em nhảy đó. Đi ra đây, chị chỉ mấy đứa nhảy trước em cho em coi. Đó, thấy con bé mặt làm hồng không? Có cái nơ á. Trời ơi, bình bắn qua. Ủa đẹp dữ ta. Giàu lắm, đeo hột xoàn giác người luôn em. Trời ơi, sao lại thấy vậy? Mới ra MV ca nhạc ở trên Đà Lạt đó. Ca nhạc hát gì? Hát cái này nè. Vẫn biết yêu người không lối thoát, tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Biết không, biết chưa? Thôi Giang ơi, đủ rồi Giang ơi. Chị thương lắm. Ủa, là cái chị đó cũng nhảy xong mà chị cứu hả? Không, nó bạn chị thôi. Chị rảnh quá. Trời ơi, có còn một cái nữa. Giang ơi, ra đây. Điểm sáng của chương trình năm nay, Giang. Người ta nhảy là người ta nghe một cái tửm, còn con Giang nhảy nó nghe một cái bon. Ủa sao vậy cái bon? Nó nhảy trúng cái đầu ghe á. Em thấy không, tội nghiệp lắm em. Bữa đó tụi chị đem đi cấp cứu mà bác sĩ nói gì nè, hên đem đi kịp chứ không nó sống thực vật rồi. Ôi nghĩ sao sống mà mừng rồi. Đúng rồi, giờ nó sống động lắm. Mỗi ngày nó làm một nhân vật. Nè em nhìn đi, giờ làm con mèo nè. Rồi nó làm con chó. Bị làm gì vậy Giang? Ống cống bị nghẹt. Trời sợ vậy. Ừ, sợ nó lắm. Sợ nó lắm. Có bữa nha, nó ngồi nó buồn hiu à. Chị hỏi nó không nói. Xong rồi kêu ăn không ăn. Cái sợ nhớ gia đình á em, ngồi buồn. Chị nói thôi đừng buồn, dắt đi siêu thị chơi. Dạ. Cũng không trả lời luôn, nguyên một ngày hôm đó luôn. Qua hôm sau trẻ hãng hải tới. Trời ơi Đào, Đào biết gì không? Hôm qua em đóng nảy chuối á. Tức lắm nha, tự nhiên ngu đóng nảy chuối làm chi, đâu có ăn được đâu, đói gần chết. Chưa đâu em, có bữa nó còn đóng ca sĩ nữa. Ê! Còn nữa hả? Có bữa nó đóng diễn viên nữa. Gì ghê vậy? Mẹ à, tao luôn đi nè. Đi lại không? Hai nhìn chị nghĩ xin mình nhí. Đó. Trời ơi. Hay lắm em ơi, nó biến quá khôn lường. Đoan, ta là cướp đây. Gia đình có tiền tài, vật chất đưa cho ta hết. Đó, mà nó ngộ lắm. Không tương tác với nó là nó đánh dữ lắm em. Tiền. Thì tao đưa nè. Nè, cầm đi. Tại sao nhà hết rượu rồi mày không mua cho chồng con luôn mày? Trời ơi, bây giờ mày làm chồng nó hả? Tao nói một câu là mày cãi một câu hả? Mày tao tiền không? Mày nói chuyện này không, tao đánh mày. Tao đưa lên. Tao đưa mà mày đừng. Thôi mà tao đưa mà. Đâu hai người đang làm cái gì vậy? Vậy mà Đầu đối với tôi Đầu là con gái. Lận. Lận. Đừng gọi tên tôi nữa. Lận. Đồ tôi. Lận. Chị. Chạy xe đi chợ đó ơi. Chồng chị bắt gặp mình không giải thích là ông ghen cái bậy bạ. Chồng nào em? Ủa? Chứ ai nữa? Bạn thằng Giang đó. Thằng Giang thì nhảy lên nóc ghe. Thằng Lận thì nhảy lên nóc đầu của thằng Giang. Lận, Giang, hai thằng bệnh chung một bệnh. Rồi. Tội nghiệp chị lắm em ơi, chị sống trên thuyền áp lực lắm em ơi. Áp lực dữ quá không ấy, trên ghe sống linh đinh mệt, lên bờ ở thoải mái hơn không? Thôi, thực ra là chị cũng muốn lên lắm. Nhưng mà chị không có gia đình. Thì cái chuyện... Giang ơi, tao nhắc tới không có gia đình là mày cho Nhật buồn à Giang ơi. Nhưng mà chị không có gia đình em. Nó cũng không vui tới như vậy Giang à. Không nói tiếp được. Em hiểu không? Ở trên bờ á, nhiều khi nó cũng sung sướng. Nhưng mà chị nghĩ ở đây nè, rồi ai nhảy thì mình vớt. Đâu phải ai á, người ta cũng có nhiều cái sự lựa chọn đâu em. Đâu phải ai người ta cũng có cơ hội thứ hai đâu cưng.
Hiểu không? Đào nói nghe nè, Đào quý em lắm. Em ở đây với Đào đi. Rồi hả, Đào chỉ cho em làm linh ta linh tinh trên ghe nè. Rồi mình kiếm được đồng ra đồng vô. Cái đó cũng là tiền của mình. Em hiểu không? Cái gì của mình á, nó là của mình. Cái gì không phải là của mình á, thì nó là của mình. Cái gì nó là của mình á, thì nó là của mình. Cái gì nó không phải là của mình á, thì mình cố gắng mình làm nó cái trên nó thành của mình. Thôi là để em một mình đi. Quá vậy, chị nói hết lời rồi đó. Rồi em có muốn chết nữa không? Muốn. Con này, nói tới vậy mà vẫn muốn chết là sao em? Hả? Em lạnh lặng vậy là em may mắn rồi, bây giờ cứ đòi chết hoài vậy là sao? Bây giờ muốn chết lắm phải không? Muốn, tôi rất muốn chết, chị đừng có nói những cái lời mà vô nghĩa thiệt á. Trời nợ nần đầy đầu, chị làm gì nữa, bây giờ tôi muốn chết. Vậy thôi ăn cái Tết xong rồi qua Tết nhảy được không? Không. Muốn chết thật sự đúng không? Chị đừng nói thêm cái gì nữa. Bây giờ em lưỡng lự lắm đúng không? Bây giờ em không biết em có nên chết hay không đúng không? Bước lên đây, nè, cầm. Siết mạnh vô tôi chết cho chị coi. Tôi cũng muốn chết lắm, cũng khóc trong cuộc đời này. Đâu? Vậy bà Đào nói với tôi Đào là con gái. Con gái ở đâu? Gái ỏ ò. Lận. Lận, đây không phải lúc giỡn Lận. Tôi không có giỡn chứ Đào. Đào buông người ta ra. Đào buông người ta. Đào buông người ta ra đi bà. Lận. Lận. Mai. Đào. Lận. Đào giết người. Đào giết người. Cứu cho. Biệt đội cứu hộ, biệt đội cứu hộ. Biệt đội cứu hộ có đất. Cứu con Mai lên. Yeah. Tôi tự em ơi. Con Mai lên. Xiết cổ mày, xiết cổ nó rồi kìa. Yeah. Hey. Bây giờ sao? Em bây không, giờ em không chết nữa, em sợ chết lắm rồi. Sợ lắm rồi phải không? Dạ. Không muốn chết đúng không? Không muốn chết. Không muốn chết thì ăn tết. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi, rồi chuẩn bị xong hết rồi. Vậy thì chúc mừng nào thần tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Cướp, cướp, đứng lại, đứng lại, nhanh lên lấy đeo bắt nó đi. Ây da, đau đau đau. Ây da, cướp, cướp, cướp. Trả tiền, trả tiền ở trên đất ơi, trên đất ơi. Trả tiền cướp, nó quẹo kìa, dĩ hào. Cướp, cướp. Kính thưa quý vị và các bạn, là những hình ảnh được ghi lại trong camera hành trình của một hiệp sĩ đường phố về vụ cướp táo bạo vào sáng nay, 30 Tết. Vào những ngày cuối năm này, kính mong quý vị và các bạn hãy giữ vững tư trang, quần áo, giày dép, tài sản để chúng ta có thể hưởng được một mùa Tết an nhàn và hạnh phúc nhất. Hey. Hay không chú? Trời ơi, nghe con đọc bản tin thôi mà nó sống động còn hơn coi TV nữa chú đó con. Sao chú? Công nhận con đưa chú từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đó. Dạ. Nhưng mà vui con ơi. Đúng vui không? Vui lắm, kể từ ngày có con vô đây là chăm sóc là vui lắm. Để chú lì xì cho nghe. Đó, đó, con thích mấy người vậy nè. Người ta làm cho mình vui là mình phải có tiền. Chứ không phải như cái chú đằng hả, chú chùm sò lắm. Cậy ổng đi. Ủa? Chú đằng đâu chú? Thì nãy đóng gian cướp mà tao cướp xong tao trói tao nhốt chổng á. Trời đất ơi, chú không những có năng khiếu tội phạm nha mà còn biến thái nữa đó. Ủa đồ con. Chú Đăng ơi, chú Đăng. Ơi ơi, trong này nè. Chết ơi, trời ơi. Trời ơi, đi ra đây. Sao vậy, sao vậy? Tụi mày không á, mày hết chuyện cái mày đẩy tao vô đó cái tao kẹt trong cây mai luôn à. Con đâu có biết đâu đây nè. Ê, đây này có sao không? Thiệt tình, chơi vậy? Nghĩ sao chơi cái kiểu vậy mà để tôi đi lại không có không được rồi mà chạy dí lấy đồ của tôi vậy hả? Đồ sao? Cái già mắc dịch. Đồ cái thứ mắc gió. Cái đồ diễn nãy giờ không mắc cười, không biết mắc cỡ. Đồ cái thứ tưởng mình mắc biết mắc nay. Ôi đồ mẹ. Cái thứ mắc mắc gì? Mắc gì? Mắc nay ơi xin đừng đi nha em. Hát vang lên ôi la la cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Nào ta cùng múa cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mong mơ. Chú lo quá, rầu quá. Ủa chú lo gì chú? Vậy sao đi tiếp được trời. Ủa nhưng mà đi đâu? Thì mày đi theo mày làm cho tao.
Trời đất ơi, tao bị bệnh, tao thuê mày vô đây để mày làm cho tao vui. Tao không suy nghĩ tiêu cực, tao bị tim, mày hiểu mà. Mà nãy giờ mày làm tao không thấy vui gì hết trơn, trời ơi. Chú khó quá chú ơi. Thì con vô đây làm hôm rày con cũng biết rồi, cha già này khó dữ lắm. Chú ơi, bây giờ con sẽ làm cho chú vui, chú yên tâm đi. Thôi đi mày làm đi, mày đừng có nói nhiều nữa. Vui không chú? Vui không chú? Thời buổi nào không vui cái chọt lét cho cười. Trời đất ơi. Ủa làm gì? Chị ơi. Gì? Nãy chị làm gì ba tôi vậy? Đâu có gì đâu. Đang chăm sóc chú mà làm. Chị ơi. Chị có biết là tôi yêu ba tôi lắm không? Tôi để ba tôi ở đây cho chị chăm sóc. Tại sao chị lại đánh ba tôi như vậy hả? Tôi đánh chú hồi nào? Trời ơi, mới đánh ba tôi nè. Biết cái ba tôi là nựng yêu, nựng yêu. Nựng yêu cái gì? Người thân đã ngồi trên đây rồi mà đánh như vậy hả? Chị làm được không? Không làm được thì tôi đuổi ra nghỉ đi. Cái gì? Đuổi? Nghỉ nghỉ? Trời ơi, tôi nói cho cô biết nha, hôm nay là 30 Tết rồi đó. Tôi mà nghỉ một cái hả, cô kiếm được cái người nào mà chăm sóc người già tận tình như tôi á thì kiếm đi. Tôi nói cho cô biết nha, chăm mấy người già này còn khó hơn chăm con nít nữa đó. Nè, tôi tắt xô lắm á, chứ mà tôi nghỉ chỗ cô là tôi có chỗ khác làm liền. Thấy không? Ghê không? Vừa mới nói một cái là có người ta gọi đi làm liền. Alo. Alo, Đào nè. Gánh hả? Gánh lắm. Trời ơi, gánh lắm, gánh lắm. Rồi. Mới nói cái ta gọi đi làm liền vậy hả con? Dạ. Chào mua nhà đất. Gánh lắm. Gánh lắm thì đi tìm việc khác làm đi nha chị. Ôi, chị, em thật sự ngu ngốc. Bảo vệ chú ấy cũng không xong. Em ngu ngốc lắm. Chị ơi, chị đừng có. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, chị cũng biết mà, tôi thường xuyên làm từ thiện. Bởi vậy hả, tôi không bao giờ đuổi người khác đâu. Vậy hả? Dạ. Bởi vậy em nhìn chị là em biết rồi. Người mà ta có tâm tốt, mà ta đẹp lắm. Nhưng mà chị làm từ thiện ở đâu vậy? Dạ, ở nhà dưỡng lão đó chị. Hả? Dạ, em rất là thương người già. Bởi vậy á, em hay vô mấy cái viện dưỡng lão á. Mấy cô chú á, y chang ba em nè, ngồi xe lăn, em vô, em lau mình, em thay tả, em cho ăn uống. Trời ơi, thấy thương lắm chị ơi. Ủa? Con không mấy giờ con cho ba vô trong viện dưỡng lão rồi con vô chăm sóc cho ba được không? Không có được. Sao vậy? Ba cũng biết tính con mà. Con không bao giờ để cho người ta nói con bất cứ một điều gì. Ba mà vô người ta nói con á là thiên vị người nha. Không được. Ba ơi, ba thương con. Ba ở đây nha ba. Chị chăm sóc ba giùm em nha. Ok ok. Đây, tiền lương của chị đây. Ơi. Rồi, chị cảm ơn chị nha. Thôi, cảm ơn em. Đó. Alo. Hả? Trời ơi, cô Bảy thay tả hả? Để đó cho em làm cho. Chị để đó nha. Em chạy vô làm liền nè chị ơi. Ủa. Cái cách mà con chú từ thiện ngộ quá chú ha. Ý mày vậy là sao hả? Con gái là nhờ đức cha mới. Ý mày vậy là sao? Ý là hả? Ai vậy? Không, chú ơi chú. Cái gì vậy cha? Trời trời đất ơi, con ơi, con làm ổng xúc động là ổng lên con tim đó. Bây giờ làm cái gì bây giờ nè? Kiếm cái gì vui vui kể cho ông nghe đi. Đọc báo chú thích nghe đọc báo lắm. Kiếm cái mục nào vui vui nó kể cho. Từ từ nó đọc báo cho vui lắm cha ơi. Từ từ nó đọc báo này. Có một cụ ông 74 tuổi. Vui chưa? Con gái bỏ trong bệnh viện để đi từ thiện và đã chết rồi. Nó nói tôi không ơi. Nó đọc cái gì vậy? Tin vui sao vui lên. Vui. Nhưng người con gái đã quay trở lại. Lại rồi nó quay về nhà. Đúng rồi. Nhưng cha mình cũng đã chết rồi. Không nữa rồi ông ơi. Sao mày đưa ông vô đường chết đúng vậy? Không, để con nghĩ. Đi cái tin nào vui hơn đi. Nhưng phép màu đã xuất hiện. Có phép màu rồi cha già ơi. Một bà tiên hiện ra. Wow. Cho cô gái một điều ước. Cô gái không ngần ngại nhìn thẳng vào người cha của mình và ước rằng cô sẽ có thật nhiều tiền để làm từ thiện và cha cô vẫn chết. Đồn đảo ông tôi chết vậy. Trời ơi, kiếm cái tin vui lên. Vui. Nhất rồi. Nhờ cô ấy làm từ thiện nhiều quá nên đã tích được công đức và cha cô sống lại. Đó, cuối cùng cũng sống lại, vui mà. Ờ, con ơi, ông này bộ ổng là nấm Mario sao mà nhiều mạng vậy con? Dạ
không chú ơi? Ta gọi là cái phép màu của tình mẫu tử á chú. Đúng rồi, phép màu tình mẫu tử. Không phải có niềm tin mới có phép màu. Dạ. Mà sao cụ ông mà là tình mẫu tử ta? Không hiểu. Thôi đi, thôi thôi. Thôi đi, hợp lý, hợp lý đi. Tình phụ tử. Phụ tử ha, mới đúng nha. Nhưng mà nó cũng chưa có vui. Kiếm cái tình nào vui vui con ơi, gần Tết rồi mình kiếm cái nào đừng có chết chóc đi. Cho con có chết chóc ở đây con kiếm coi. Cái kia tin khác đi, tin nào giải trí đâu nha. Không tin giải trí nha. Giải trí vui à. Để nó đọc giải trí cho nghe. Trời ơi, chú đọc mà nó vui cỡ đó rồi. Vui luôn, tin thì nó nói. Trời đất ơi, nó đọc cái tôi cười luôn hết trời ơi. Nó vui. Vui quá trời luôn kìa. Ôi ơi, 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 con đọc kìa. Đọc đi. Diễn viên Kim Đào đã may mắn lọt vào chung kết cuộc thi Cười Xuyên Việt. Mệt nữa ông ơi. Mệt nữa ông ơi. Cái này không phải mình ông mệt đâu. Hai đứa mình mệt. Mệt nữa rồi ông ơi. Chưa, chưa. Không vô nữa hả con. Mất ngủ nữa rồi ông ơi. Đây còn còn. Nhưng cô nàng đã quyết định rút khỏi cuộc thi. Hứa rút nha. Và cũng trong đêm đó, cô nàng đã chặn đường hai người phụ diễn, đã gây áp lực tâm lý cho cô xong suốt quá trình thi. What do you mean? Tăng 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 tăng. Trời ơi, tao sợ. Tao sợ. Trời ơi, chắc tao sợ. Ôi trời, mà chưa chú. Thì thôi mà cũng được đi. Ông thấy vui chưa? Tôi thấy nó cũng hờm hờm thôi à. Nó chưa có đậm lắm. Vậy ok, con còn nhiều trò lắm. Chú đợi đi. Anh tính làm gì nó đây trời. Cái này vui nè hai cháu. Cái gì? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Chúc mừng sinh nhật chú. Người ta có mua mầm, còn nó mua bánh. Ê, giờ tôi mới biết cái sự tích bánh mâm ra đời từ đây đó. À, cái này là cái gì? Dạ, sinh nhật chú mà. Ủa đâu? Sinh nhật chú là 6 tháng nữa. Trời, con biết chứ. Nhưng mà con sợ là lúc đó chú không còn sống. Ôi, cái gì vậy con? Cái gì vậy? Con sợ lúc đó là chú chết rồi. Lúc đó là con sợ con không làm cho chú nữa. Con sợ không làm thôi. Thôi chú Đàn ơi, chú Đàn. Bây giờ nè, cái bánh kem đó coi như bỏ đi. Chú muốn ước cái gì bây giờ là con làm cho chú. Thôi bây giờ tao có nói mày cũng không có làm được đâu. Trời, chú kỳ quá à. Đó giờ con hứa với chú cái gì con hà làm không được không? Bây giờ tao nói tao muốn về quê. Chú ác lắm. Con kéo con kia lên tới đó rồi. Cái thằng chỉnh nhạc cái bài đó buồn. Chứ quê tao vui lắm rồi nghe. Ủa gì quê tôi á đẹp lắm nha mọi người. Cái nhà là mất hồn. Bây giờ chú cứ nói đi, quê chú đặc trưng là cái gì? Con làm ở đây cho chú nè, chú cảm giác như đang ở quê luôn. Vậy ha. Dạ. Quê của chú có một cái đồng lúa dài mà đẹp xanh gì nè. Sao làm được con? Đồng lúa mày đó con. Mày lướt gì mạnh miệng quá vậy? Đây chú ơi chú nè. Đồng lúa ở đây bệnh viện thành phố mà. Tiếp con. Ê cái này của bệnh viện mà. Trời ơi kệ đi. Cái gì đây? À lúa chú ơi, chú lúa. Không, cái này coi như là người ta thu hoạch rồi trắng đồng vậy đó. Vậy đúng hả? Đúng rồi, cái lúc mà thu hoạch xong á là cũng trắng vậy nè. Rồi còn có một bờ đê nha, chạy dài đi theo vậy nè, xa tít vậy đó. Tự nhiên cái bài đê rồi giờ mình kiếm cái đê nào. Cái đê. Ê con. Cái này cái giường này thấy cũng cao cao nè. Ê mình làm cái đê được không? Được nè, nó cũng cao cao cỡ vậy nè. Rồi cái chiều trên bờ đê có những thằng bé đi chăn bê. Thằng bé đi chăn bê. Ê tôi làm thằng bé đó. Trời ơi ăn cướp tôi còn đóng vai được mà. Đó đi chăn bê đi nè. Rồi chăn bê nha. Rồi cái chiều mẹ của tụi nó ra kêu tụi nó về ăn cơm. Mẹ nó kêu như vậy nè. Ê bê về ăn cơm.
Hồng. Ủa mà em Châu. Ôi quê của tôi, quê của tôi, quê của tôi. Ôi, thôi, thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời, cái gì vậy con? Con không biết, con biết. Trời ơi, không biết thì để chú nói. Cái ý của ông là ê, ngưng chăn bê trên bờ đê dạng cơm. Đúng rồi, vậy nè. Tại con không biết. Ủa, ủa, nhưng mà sao ông biết câu đó? Trời đất ơi, cái đó là cả tuổi thơ của tôi. Ở dưới quê tôi là hồi xưa là vậy đó. Ủa vậy hả? Nghe mỗi ngày đó cha ơi. À, mà quê ông còn cái gì đẹp đẹp nữa không? Quê tôi là ngoài cái đầm lúa nè, có bờ đê nè, còn có nguyên một cái bãi biển người ta nói nó xanh rì vậy đó. Ồ đẹp lắm á chú. Nó chiều chiều ha, nắng vàng nó rọi xuống cái bãi biển ha. Dạ. Ra bờ biển chú đứng dòm nguyên một cái bãi biển bóng không vậy đó. Trời đất ơi. Ủa, bóng gì chú? Thì bóng dừa nè, bóng cây, bóng đá, bóng núi, bóng mây. Hiểu không? Ừ, bởi vậy người dân quê tôi ai cũng nằm lòng cái câu hát như vậy nè. Bóng mây xanh đồi bóng núi, con chim nhạn hót điệu tình quê. Phải bài đó không? Rồi mắc gì dành bài hát vậy? Tại vì bài này là của quê tôi. Cái dạ mắc dịch này là của quê tôi. Nè đừng có nói quê tôi. Nghe tôi hát riết rồi học lỏm đúng không? Nghe nào của tôi mà. Chú ơi, mà. Chú. Phải quê hai chú ở Kiên Giang không? Ờ. Ủa, cái gì vậy? Quê con. Ồ, quê luôn. Dạ, quê con Kiên Giang nè. Thôi thôi thôi, đừng có tin con nhỏ này. Phải nó không? Ma lanh dữ lắm, thấy không? Không, trời ơi. Dễ gì mà mình gặp đồng hương trên này á. Quê con Kiên Giang thiệt. Bây giờ không tin đúng không? Con lấy cái này ra cho con. Rồi rồi rồi, ví dụ bây giờ cô nói cô quê Kiên Giang đi, cô chứng minh đi. Hồi sáng con mới lấy luôn. Quê Kiên Giang là có cái đặc sản là cái gì? Trời xin lỗi chú, hai chú gọi đúng người rồi. Ê, đây chị. Quê của con đó đặc biệt là gì? Bà khía. Ủa, cái này ăn với cơm nguội nè. Trời ơi, chú dắt luôn chú. Trời ơi, cái mùi đó ơi. Trời ơi. Cá sặc bội chú, cá sặc bội gỏi xoài. Ê, cái này không phải gỏi xoài con. Cái này phải trộn với lá sầu đâu nó mới đúng bài nghe. Dạ, còn này nữa nè chú. Đây, cá dứa lắc nước mắm. Cái này ăn với cái gì ông nhớ không? Cơm cháy. Chưa đâu. Còn cái món này con bảo đảm hai chú thích luôn. Cái gì con? Cái món này nha, ngày xưa ha, con nhìn con nhớ ba con à, không muốn buồn đâu. Lấy ra cho hai chú coi. Ngủ xiêm phú quốc. Ê ê ê, nhưng mà giờ này là có mồi, nhưng vẫn còn thiếu. Thiếu gì chú? Một món cực kỳ quan trọng. Lấy con. Để coi ông lấy cái gì. Ủa? Chú đang không đi được kìa. Thì có liệt đâu đi không được. Ủa gì sao chú ngồi xe lăn mắt con đại? Ngồi đó để cho tụi nhỏ nó quan tâm chăm sóc. Mà giờ nó cũng đi bèn biệt à. Cái gì vậy chú? Trời ơi. Đàn kìm. Đúng rồi. Đợt ca tài tử. Trời ơi. Cha già gắn mắt. Tưởng là đợt ca tài tử ông có tôi không có hả? Ủa cái gì nữa chú? Trời ơi đợi tôi. Cái gì vậy? Đờn ca tài tử hả? Ôi trời ơi! Ông có cây piano luôn hả? Trời ơi chú! Sao? Chú ơi! Hai chú ơi! Cái bệnh viện mà con tưởng cái nhạc viện không đó? Trời chú ơi! Cái món này nè nó không có hợp với cái đờn ca tài tử đâu! Chú biết mà! Trời con nói thì con khổ hết sức vậy đó! Chú thì sợ là chú nhạc hơn chú này! Còn chú này thì sợ là chú này nhạc hơn chú này! Cuối cùng con nhạc nhất! ăn ba kia ba con để lại hết luôn á chú. Tao đàn người cái mày hát nha. Chú dạo một điệu đi con chơi liền chứ. Vô nha. 2, 3. Hôm nay con thấy vui ghê, gặp người cùng quê. Bây giờ là 30 Tết rồi, con hát tặng hai chú một cái điệu chú dạo cho con đi. Rồi, rồi, vô nè. Du thị hành văn nha. Rồi, vô. Nghe phố phường rộn ràng câu chúc xuân à, đàn trẻ thơ vui mừng. Cùng muốn đón
xung bên người thân yêu, cùng bên nhau đón pháo bông điện giao thừa. Nhưng đâu phải ai cũng có thể về quê ăn Tết. Xa xứ xa quê, xa ba xa má, xa cả đám em tơ bé nhỏ quê. Ê, nhỏ thường ngày lanh chanh lóc chóc hiểu chứ vô dây ngọt sớt á. Cảm ơn chú. Mà bay hát lòng thật khùng quá. Tết nhất mà khóc làm bay buồn. Nhưng mà lâu lắm rồi chú không có được cái Tết bên gia đình. Bà thì mất sớm, mấy đứa nhỏ thì bên nước ngoài hết. Lâu lâu gửi cục tiền về, chú có cần mấy cái đó đâu. Chú muốn tụi nó về thăm chú. Dạ. Rồi nắm tay nhau về quê thăm bộ má ông bà. Rồi nhiều đó là chú nhắm mắt đeo ông bà chú không chịu nữa. Thôi bậy quá, bậy. Nói rồi quên. Vui Tết là phải vui chứ. Dạ. Buồn là ổng lên tăng xong rồi ổng vỡ mình đó. Vui lên con, à ổng có khóc. Dạ. Ổng có khóc gì đó. Chứ nó không có gì hết á. Để nó khóc. Sao con, dù chuyện gì xảy ra hai chú cũng luôn bên con mà. Con nhớ quê quá chú. Con muốn về quê ăn Tết với ba má con. Nhưng mà con sợ con về thì không có tiền. Thôi thôi, con ở xa nhưng mà ba má không có Tết là được. Thôi thôi thôi, tao chết á. Bây giờ nè. Dạ dạ. Mày nghe theo lời tao. Chịu đi về quê rồi. Liền. Cha này á. Ủa sao đuổi con về rồi ai chăm sóc chú? Mày không về được, vấn đề là không có tiền thôi đúng không? Cầm lấy đi về quê. Trời ơi, gì dữ? 50 triệu đủ không? Trời ơi, chú ơi. Sao sao con dám lấy của tiền của chú? Không cầm mà chú giận à? Dạ, con cầm. Chú ơi, nhưng mà con về quê rồi, ai chăm sóc ai chú? Là mình ba cùng đứa. Quê mà. Chứ là năm nay á, chú về quê, con về quê. Thì cùng ta cùng nhau về quê ăn Tết. Còn một quả bọc phá, tôi sẽ phá chiếc xe tăng đó. Không được đâu, nguy hiểm lắm Trân ơi. Trân, nguy hiểm lắm. Chạy cho tôi, bắt em chở cho tôi. Con em chở Trân đi. Trân ơi, Trân ơi. Trân, 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 Trân ơi, Trân, Trân ơi, anh Trân, anh Trân, Trân ơi, anh Trân ơi, Trân. Trời ơi, anh Nhân chết rồi. Tôi không sao. Không, trai mệt quá xỉu. Nhân ơi là Nhân. Nhưng mà tôi phá được chiếc xe tăng đó rồi. Dạ. Dạ, hiện tại xe tôi bị hư ạ. Dạ, đề nghị mấy anh cho tổ kỹ thuật xuống giùm em ạ. Dạ, nhanh ạ. Dạ, thôi, 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 khỏi kỹ thuật. Tôi làm được, không sao đâu. Dạ, dạ, khỏi anh. Dạ, tụi em có người sửa rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Cần phủ dụng nhân đưa mọi lát
Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi hay quá Nhân ơi, trời ơi. Thiệt. Anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ, 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 alo. Dạ, em đang nỉ mấy anh đó anh. Mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ, dạ, em đang nỉ á. Alo. Alo, alo. Mất sống luôn rồi nè. Vui lòng vui dạ mày chưa? Gì vậy? Mày lúc nào cũng làm lố trơn cái trội á. Lố vậy? Trời, sáng giờ nọ mọ sửa dép tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ không phải xích xe đạp. Muốn gắn không nổi. Thôi thôi thôi, không có gì. Má thiệt với mày. Mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi. Không được cái gì trơn á. Được cái miệng anh thề với mày từ đây sao á. Anh không bao giờ nhờ giả mày bất cứ chuyện gì trơn trội á. Rảnh không? Đang rảnh. Sửa giùm dép rồi đứt qua. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa giùm đây đứt qua. Không rồi. Anh em không? Đã bắt tôi vào sửa hả? Mày kỳ của anh. Không. Em mà vô đạo hầm. Dạ ơn. Không. Anh em không mà nhắc. Sáng nay em đi chợ tôm tìm mua một vuông vai trắng đem về theo chiếc khăn tay. Chí hồng thì một chàng trai, chí vàng thì một cành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi, bay đi con. Thiêu lộ hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi mới giết ta rồi. Lâm ơi thôi chết rồi. Ôi trời ơi kiểu này thôi chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi ba ơi, cơm là cơm thiêu chứ khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đào mi á. Trời ơi cái khăn thiêu bờ thơ của ta trong này nè. Cái gì? Ở trong là bài thơ hả? Ừ. Trời đất ơi tưởng bản củ chương không chớ. Củ chương cái đào mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà từ mới rút ra mới thiêu hai con vịt từ làm rang mới đền cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè. Bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại cái khuya khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi. Ta đọc bài đây. Thơ. Ừ. Ố anh rách dưa. Áo nó bị ố nè. Mình khùng quá mày. Ố là ố là ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Ố áo nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó chết dây. Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè. Thiếu cộng giá thì đỡ tốn nè. Cái thằng mất dịch. Gió là miếng gió đáp cho đăng cái quần chứ không phải là gió mới ăn phở mày hiểu không? Rồi miếng giá rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá chân không dài. Chân không dài là chân ngắn. Rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó bực mình dễ sợ. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội ơi, nấm là nấm ta nè, ta này với ta này nấm nè. Rồi nấm. Nấm. Nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này anh trưởng rút hết chỉ ra rồi. Mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng khoái rồi. Rồi xí đi ba. Cái gì thơ gì cái sớ táo quần dài thòn vậy sao mà kết đây. Túi này mày phải theo mày trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa. Trừ làm mà gió dùm gỗ nè. Biết rồi mày nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ. Em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Úi da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành. Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cọng chỉ nè, em cắn ra để tiết kiệm hiểu không. Chỉ ở đây quý lắm. Ủa thôi nhậu mi nhậu mi nhậu. Nè nhậu. Làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi mới kén chi mày kén hùa đó mày được rồi. Có gì đâu cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ tao lùng. Mệt quá có gì đâu. Làm gì khóc xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc khóc nói tao nói khóc đi. Không có bụi ba vô mét. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. À, thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào là nè. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thôi Lâm à. Anh biết
Ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Để tâm đối mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh cái gì? Tại sao vậy? Em anh nín đi. Hey. Ai cho tao thôi? Ủa là nãy giờ thổi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng thổi gì? Anh đang nói hai đứa. À lại là cái con yêu vậy. Anh ơi đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma giùm. Quần em bị lủng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi. Trời ơi, đã xe tăng rồi phải không? Tăng cháy rồi. Cháy xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Dạ, xuống đây nè. Xuống đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì sao bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao ý kiến với cò gì? Hả? Em lái xe mà phải nấu ăn nữa. Hả? Em nghĩ là mấy anh bên kiếp sáu người ta nói đúng không sai? Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Ai mày nói cái chị lạ đó mày? Mày nói khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe re. Ơi dè phơi nắng giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng, tôi ngồi trên nắp nó bén cái đùng đi luôn. Đó, thấy chưa? Thôi được rồi, chuyện khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Ừ, đúng rồi, ăn mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn. Ở đâu có đồ ăn hả? Có chân chọi rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Ừ. Có hôm qua em đang tắm suối, em hát véo giòn chim rừng nga liêu lo 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 cánh thơ mộng qua. Rồi lời bắt thôi nha, đường đến ngôi trường. Ê bác, khúc này là mình xin đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin nè, 2, 3. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục mùi. Bao ngày tiêu mùi, giờ lạc leo lắm. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục xà bông. Bao ngày không tắm, đầu giờ hôi mắm. Đồng đội ơi, xin... Xin đi. Đồng đội ơi, Cho này. Không có cái gì thì tránh ra, mày mà lao cả tao la la la. Đồng đội ơi, xin hãy cho em... Coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Quả pháo ơi sao lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế lên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nho nhỏ thôi, không sao hết. Trời ơi, cái này là vỏ pháo à? Vỏ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sao? Hay quá luôn, hay quá. Lô. Anh ăn khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen kỳ vậy? Trời thiệt làm lô kìa thiệt. Anh không biết anh Quế đâu mà anh lô dữ vậy luôn á. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Trời ơi. Ở Paris. Ừ. Thì anh là con Lai hả? Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Ở Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy? Quá bực mình. Nhưng mà Bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không. Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta, mấy bị lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cái cùng quê mấy đâu? Ừ. Bà Điểm. Sao mày không nói Bà Đen luôn đi? Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Dạ, mình có bọn đứa rồi hả? Dạ có. Rồi đứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồng. Bây giờ mới mắc bồ chắc luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Ừ. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Anh gái em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ây, trời ơi, trời vậy? Bất kỳ vậy? Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi khỉ, bạn gái em tuổi heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Con khỉ ăn chú heo, con cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh mày ba ăn xe tăng chết sao? Bây giờ chà cái con, mày không biết thơ coi để tao chỉ cho nè. Dạ. Mày lồm thơ mà mày cứ ham dọa họ biết là không có được. Vậy chứ sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nãy thôi nhưng mà mày lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Ừ. Nếu lỡ ngày mưa em lấy chồng. Ừ. Anh về lấy vợ thế là xong. Hay. Mai mốt nay đây con anh lớn. Đúng. Mới vớt lại con em mà trả thù lòng. Trời ơi. Thôi chết rồi.
Thằng nhỏ mới lớn mà mấy vậy thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Trời ơi, chắc giả anh đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Tóc em dài, em cài quá thiên lý. Miệng em cười, nhưng quá hí đường tiếng em la như AK mẹ lửa. Chỗ em ngồi em để lại dấu bùm. Trời đất ơi, mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy, và đặc biệt thành mà thằng con trai đó là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây, đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu, nhưng mà đây cái tấm lòng của em, em tặng cho con của anh. Nó, mai mốt là nhớ chú Lâm dân công nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Chị Nhu. Hồi tuần rồi á, anh có dạy em ship là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em, giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ ship cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng phế á. Ê, con anh còn nhỏ mà nó có vừa em. Ờ thì bây giờ dép anh đứt là lấy mai ngươi mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Trời dễ thương quá. Không luôn không biết. Tên ăn gì đó, nó còn là thơ ca không ha. Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cọng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của nhà Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em gửi đây được. Thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh lại vậy? Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhu. Ủa ra nghe không đặt mà hắn ngầu buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mặn vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu. Đây là tâm trạng chung mà. Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em. Đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi. Tao viết một cái bế tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ ha. Hay quá ha. À, tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà Hòa Bình nha, có thời gian mình phổ nhạc cho chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian, phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ rồi, trời ơi. Cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi, tiếp theo nè. Đọc, đọc đi anh. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống hai lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tính tiếp anh nữa đi. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiền việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa. Anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh Cương. Hả? Trời ơi. Vô giỡn. Mày là thằng quỷ sứ, mày biết cái tính nó mày chạm khon đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha, để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu?
Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời, tôi nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không nhu. Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi. Thôi các đồng chí á, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng á, hòa bình sắp đến rồi, và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng ta đi đâu? Alo. Alo. Cú Long nghe rõ. Hiện tại đánh vào điểm trọng yếu của ta. Chính sách tạo đón cầu. Nhiệm vụ của các đồng chí là phải ghi cả các đồng chí bắn sập cầu. Không thể được sao? Rõ. Các đồng chí ghi tả người dân đây. Nhanh lên. Dạ. Bà con ơi. Bà con ơi. Theo hướng này á. Nhanh lên đi. Lẹ đi. Nhanh lên đi. Báo cáo, người dân đã được di tản hết rồi. Các đồng chí, lên xe. Nhưng mà xe đã bị đứt xích, không thể nào đi được. Đồng chúng đã hư, không thể nâng tầm làm sao mà bắn. Tôi nâng. Không được đâu, như vậy rất là nguy hiểm. Tôi đã lệnh phải đi. Không được. Anh ơi. Anh ơi! Chạy! Nhanh lên! Lắp vô vào! Có! Mục tiêu cây cầu! Cự ly 2000 mét! Bang! Báo cáo! Mục tiêu đã bị lệch! Phải nâng tầm lên mới bắt được! Vì nâng tầm! Anh ơi! Anh ơi! Mặc dù cầu đã sập, nhưng không lâu nữa chúng đã tràn sang thôi. Mọi người lùi về sau, bảo vệ người dân để tôi cản hậu. Anh đời ơi, anh đang bị thương rất nặng đó. Nhưng tôi là chỉ huy. Anh đời ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lệnh. Anh đời à, anh yên tâm đi. Năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ trở về nhà với anh. Đi đây, nhanh lên. Không, em không nghe lệnh. Đưa anh đội xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra Sơn. Sơn. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đời an toàn rồi. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Xung phong! Oh!
Kẹt xe. Mày điên hả? Thì mày kẹt xe tao vẫn chờ mày được mà, mắc mớ gì đâu. Bây giờ thôi, lần cuối nè, bữa nay sinh nhật tao, mày có ghé không? Không. Mày không ghé đúng không? Không. Vậy là bữa nay là cái lần cuối cùng là mày nói chuyện với tao. Cúp máy luôn rồi bây giờ, tức quá. Có một thằng bạn thân mà sinh nhật á nó cũng bỏ mình. Bây giờ có cách rồi. Có cách rồi. Trời ơi trời. Mọi người ơi, tập trung vô tôi, tập trung vô tôi. Tao nhảy đây. Có tôi. Hey. Ai đây? Là thằng cú thằng kia. Tao chưa nhảy luôn mà nó cứu ai? Tao chưa nhảy bây giờ tao mới nhảy nè. Hãy đợi tôi. Cố lên, cố lên. Nhảy đi. Có sao vậy? Có sao vậy? Hả? Sao vậy? Tao mày xin trực tao, mày không ghé. Chỉ có cách này mày mới quay làm cứu tao thôi. Đây nè, có công chuyện cho bộ đi nè, biết rồi. Có món quà dành tặng cho mày nè. Tặng cái gì? Xào cho bấm vuốt nè. Không ăn à? Không ăn. Sai lầm rồi con. Đây là miếng xoài nè. Quết miếng bấm vuốt nha. Ăn đi, ngon lắm nè. Không ăn đâu. Thiệt á. Ôi, trời ơi, chảy nước miếng ấy chứ quá. Tao không có thèm. Tao quên nữa. Thường mấy anh chè mày đâu ăn được đâu. Sao không được? Nó bị nhiễu. Vậy có quà khác tặng. Quà gì nữa? Dây thần. Dây thần hả? Dao. Thuốc độc luôn. Thuốc độc. Tự nhiên mày đem dao, thuốc ăn, thuốc độc, rồi mày đem dây thần để làm gì nữa? Hồi nãy mày nói mày đi tự tử đó, tao sợ mày không đủ điều kiện. Mấy khùng hả? Ây da, giỡn thôi nè. Happy birthday. Nói chung á, tao với mày có mình mày là bạn à. Ừ. Không được ha. Ừ. Happy birthday. Cảm ơn bạn. Lòng. Hả? Này gì vậy? Vàng á. Đó là lý do vì sao mấy tháng nay tao và mày không gặp nhau. Thời gian vừa qua tao có đi theo một nhóm người, mà cái nhóm người đó là cái nhóm người chuyên đào vàng. Mấy ngày nay tao ở cái khu rừng đó, một cái khu rừng mà cách thành phố 500 cây số. Tao gặp một cái ông đó. Ông già, ông lú lẫn rồi. Ông mang cái số vàng này. Và ông nói là trong cái khu rừng đó có rất nhiều, có rất nhiều vàng. Có một cả một kho báu. Ở trên đời này không bao giờ có kho báu trời. Có kho báu đó. Không có kho báu. Tấn à, đi với tao đi. Đi với tao lấy số vàng đó đi. Mày sẽ được đổi đời. Mày sẽ được đổi đời. Sao vậy? Mày sao vậy? Nói con này mày sao vậy? Mày bị làm sao? Tao mắc bệnh nè kì. Bây giờ nếu như không có tiền chữa trị, tao qua không khỏi. Tao phải cần số tiền đó. Cha, đi với tao nha. Tao không muốn đổi đời, nhưng tao cần mạng sống của mày. Đây là tốt rồi. Hay về. Đi nhanh lên đi. Cuối cùng tới nơi rồi. Nó có cái mỏm đá y chang vậy nè. Mình đến đúng nơi rồi đó. Đúng nơi hả? Nhưng mà bây giờ thấy tao đói rồi, khát quá. Thôi mày đi vô càng sâu thấy càng vắng vẻ không có ai luôn á. Biết vậy rồi, ráng nhìn chút xíu đi nha. Nhìn chút xíu đi. Thôi bây giờ chia nhau đi tìm người đi. Đi. Long ơi! Cái gì? Từ từ, bình tĩnh ra. Ăn mặc như vậy chắc chắn đây là người bộ tộc
ở trong cái khu rừng này đó, qua nói chuyện với họ đi. Anh biết nói tiếng Kinh không? Không, tôi biết nói tiếng Việt thôi. Anh cho hỏi, anh có phải là người ở bộ tộc này không? Không, tôi đi du lịch. Du lịch. Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, cho thuê đồ chụp hình lưu niệm. Sao kỳ vậy, có cái cây gì là vậy? Selfie nè. Trời ơi, mặc đồ bình thường vậy là gọi bước ra đứng đâu làm hỏi muốn chết luôn hả? Tôi nói nghe, hồi đó là tôi lên đây du lịch thôi, mà bây giờ tôi lên đây kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh nhà nghỉ. Rồi kinh doanh được không? Không. Sống về Sài Gòn sống lại đi ba. Thì trốn nợ mới lên đây nè. Đi nè. Nói đi. Tôi nói anh nghe. Anh mới lên đây đúng không? Mới lên. Ở cái bìa rừng này nè, thì nó lên nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm. Người ta khai thác hết rồi. Phía trong sâu khu rừng kia kìa, nó có những cái hang động mà không ai khai thác. Tại vì anh biết sao không? Sao? Ai đã vô đó rồi là không ra được. Sao cậu biết? Nghe đồn. Ai đồn? Ai đồn? Hang Tu Gai. Bây giờ làm sao gặp hang Tu Gai đó đây? Thì bây giờ phải kiếm nó. Kiếm bằng cách nào? Kiếm bản bản đồ. Bản đồ đâu ra? Ra tôi bán nè. Tôi nói nghe nè, hai cô gái này rất giỏi nha. Nó là dân địa phương ở đây à. Cho nên là đường đi nước bước là nó biết hết à. Mà đặc biệt nghe, hai này có một cái khiếm khuyết thôi. Khiếm khuyết gì? Cái gì? Một thằng câm, một thằng mù. Đi đường sao nè? Nó giỏi lắm, tôi nói thiệt. Ai nó dẫn vô cũng thành công hết chứ, mà nó không thấy nó dẫn ai ra hết á. Rồi sao mà đi được? Tin tôi đi, nó rất giỏi, hãy gọi. Được rồi, thì trả lời bản đồ nè. Được rồi, tôi sẽ gọi đó, cảm ơn nha. Gọi nha. Bình an. Cảm ơn nha. Tôi thành công, tôi về tôi hả? Trả cho. Con điện thoại đó kìa, nghe điện thoại đi, nhanh lên. Có ai chưa? Từ. À, alo. Ông muốn. Tôi gai đúng không à? Ông muốn tôi gai muốn. À, tôi có gì vậy? Ông muốn tôi gai muốn, anh muốn một phút. Anh đi bên tôi gú. Anh được anh. Anh muốn đi cái gút mà baby gú gú gú. Dạ dễ sợ thiệt. Ai để điện thoại cho con chó nó bắt máy vậy? Mày ở không nhất á, chó nào nghe điện thoại được. Cắm ngồi lại nè. Ô bác. Ô mú. Anh muốn. Anh muốn. Alo. Hô. Alo. Hello. Alo. Hello. Có người alo kìa. Mày điên nghe, có ai đâu mày đưa tao làm gì? Alo. Thấy chưa, vẫn là con chó của ngày hôm qua. Alo. Hello. 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 Chú, anh muốn đuổi hả? Anh bị cầm hả? Anh muốn kia bị mù. Đúng rồi. À gì hả? Anh muốn kia. À, rồi. Anh muốn khuôn muốn nát nát ở bên phía. Mù mà chính xác quá vậy. Đây, qua đây. Tôi là người cần sự giúp đỡ này. Anh là bên tour guide hả? Đúng rồi. Tôi là tour guide đó. Vậy là chắc chắn là cái ông này là dẫn đường cho mình nè. À. Tôi dẫn đường. Cái này làm gì? Nó dẫn đường cho tôi. Chắc lạc đường luôn á. Không có đâu, tầm bay tầm ba ngày xưa Sơn Tùng cũng lên đi rồi đó, nhờ tôi dẫn đường về sáng tác và lạc trôi luôn. Có thiệt cái luôn hả? Thiệt. Tôi là Long nè, đứng kế bên là Long. Ừ. Đứng xa xa chút xíu là Tân. Đúng rồi, thấy rồi. Anh tên gì? Thấy mắt tôi mù không? Thấy. Tên tôi là A Sáng á. Dữ vậy? Đây là dữ hơn tôi nhiều luôn. Sao? Nó cầm đó. Ừ. Tên nó là A Nối. Kỳ ngược ngạo á. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Nói đi, chỉ cần nói một cái thôi, tôi sẽ dẫn ngay người tới. Đúng cái rồi. Chỗ đó liền. Nếu vậy thì hãy dắt chúng tôi đến cái hang động mà trước kho báo á. Giang ơi. Giời An. Không được. Sao vậy? Không được đi tới cái kho báo đó đâu. Tại sao? Cái kho báo đó ghê lắm. Có cái gì ghê? Nghe tập trung nha. Rồi. Hai anh em của tôi mới bắt đầu bước ra cái cửa nhà. Lúc đó hai anh em tôi thấy Basubi Labi. Sao khó hiểu quá vậy? Sao kỳ vậy? Nói vậy thôi mày cũng không hiểu nữa. Không hiểu thiệt. Nó lại. Basubi đó, có hiểu chưa? Trời ơi, hiểu con ông luôn, hiểu. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Kể cho ông nghe. Trong một ngày nọ, hai anh em mới đi tới. Tới một cái hang, tôi mới thấy một cái chuyện vô cùng kinh khủng, ghê lắm. Đây cái gì nè? Cái hang nó tôi thui à, ghê lắm.
ba mù thấy hang đó thui đúng rồi. Không chứ, lúc đó là chưa có mù đâu. Tôi đi lột cái hang rồi, không phải hang đó đâu. Chứ cái hang nào nó thực sự có kho báu. Ông mới vừa nói cái gì? Hang có kho báu hả? Đúng rồi. Hai anh em tôi nhớ không lầm, ở cái rừng này làm gì có cái hang nào mà chưa kho báu. Tao nói mày rồi, làm gì có kho báu. Mày không. Lúc nào cũng nghe người ta nói có kho báu, có vàng hết trơn á. Thôi không, kho báu không có nhưng mà vàng thì có thiệt đó. Vàng không phải là để ở trong hang đâu, vàng được bỏ khắp ở cái rừng này nè. Vàng khắp nơi này? Đúng rồi. Vậy tại sao tôi không thấy? Hả? Bởi vì được giam giữ bởi một linh hồn của một người phụ nữ đó. Hai đứa tôi từng là nạn nhân à. Để lấy được đồng vàng đó thì hai người phải đánh đổi. Tôi bị đánh đổi bởi đôi mắt, còn nó thì bị đánh đổi bởi giọng nói đó. Đánh đổi để được cái gì? Để được vàng. Vàng đâu? Vàng đâu? Cầm cái này, lời nguyên ở trong này có. Nhưng mà hai người nhớ kỹ nha, hai người muốn lấy được vàng là phải hai người cùng nhau hợp sức lại, cùng lấy máu của hai người hòa chung với nhau, rồi để dính lên tờ lời nguyện này nè. Sau đó mình dùng lửa mình đốt đi, lúc đó chắc chắn sẽ có linh nghiệm đó. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Coi như là tôi xong việc hết trơn rồi. Đừng có tìm tôi nữa nha. Hay là đi về đi Long. Không. Nguy hiểm lắm Long ơi, nguy hiểm lắm. Không. Thì cơ hội tao có tiền để tao chữa bệnh cho tao. Mày không biết tao đang bị bệnh hả? Này, làm đi. Nó xuất hiện rồi kìa. Nhớ là cẩn thận đó. Tao hứa với mày, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi số vàng đó, đánh đổi gì cũng được, đôi mắt hay giọng nói cũng được. Đánh đổi gì? Tôi muốn đánh đổi. Nhớ lời hai thằng kia dặn không? Có một miếng vàng, đánh đổi đôi mắt hay giọng nói, nhưng để có một số vàng thì buộc lòng tao phải đánh đổi mạng sống của mày.
ha quên. Em chịu thua chị. Chị gái, chị chạy điền kinh đúng không? Cái làn đường này không phải làn đường điền kinh, này làn đường xe tải. Điền kinh chị chạy sau lưng kìa. Trời ơi, nó chạy kìa. Ôi 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 ôi. Sao ngày nào anh cũng chạy đường này đêm trễ giờ vậy? Baby. Dạ. Anh hai nói biết bao nhiêu lần rồi sao em quên hoài vậy? Sau lưng anh hai là cái gì? Dạ, căn biệt thự. Đúng vậy. Đố em, căn biệt thự này của ai? Dạ, theo lời anh hai nói thì căn biệt thự này là của ba mẹ để lại cho em. Đúng rồi. Tại sao bây giờ hai anh em mình không được ở trong căn biệt thự này? Tại vì bây giờ em còn nhỏ nên em chưa được ở. 18 tuổi em mới được ở. Đúng. Lúc mà ba mẹ mất á, em còn nhỏ lắm em không biết đâu. Ba mẹ mình giàu lắm nha, để lại tài sản cho hai anh em mình gia đình rất là nhiều. Để lại cái căn biệt thự này nè mà không cho ở, biết sao không? Dạ không. Lúc đó ba mẹ nói á, bây giờ tiền nhiều quá, hai anh em mình còn nhỏ, xài bị hư người biết không? Dạ. Phải để lúc mà em 18 tuổi rồi á, anh lớn anh có vợ rồi á, ba mẹ mới cho xài. Dạ. Hiểu không? Ba dạ. Chỉ để lại chiếc xe ba bánh này thôi. Nhớ nha. Dạ. Bởi vậy đó, lúc nào ra ngoài đường á, em cũng phải đặt tâm thế là gì? Dạ. Hai anh em mình rất là giàu. Dạ. Hai anh em mình là đại gia. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Anh hai đại gia, chạy lẹ đi. Rồi. Mọi người đã đến với cuộc thi vẽ lớn nhất thành phố CXP. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ sở dĩ cuộc thi của chúng tôi đặc biệt là ngoài phần thi vẽ năng khiếu của các em thì các em còn phải thi phần thi thuyết trình. Dạ đây, bây giờ xin mời tất cả thí sinh vào trường đây. Rồi, vô đây nghe. Rồi, chào chào bắt tay nè. Rồi, chào con. Rồi, vô nghe. Trời ơi, dễ thương quá, vô 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 nghe. Ừ, chào con. Chào mẹ, dễ thương quá. Ê, anh đâu hả? Thi vẽ. Ê, 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 không có được. Ờ, con gái, qua xe chơi nha con. Dạ. Ừ. Hey, hey, ủa kì vậy? Nói nghe, nói nghe, nói nghe. Anh phụ huynh bé đó phải không? Đúng rồi. Em anh mặc đồ lọt chọt vậy sao vô thi được? Anh ơi, cho em gái tôi thi đi, nó thích vẽ lắm. Bây giờ mà nó đi đường xa mà tới đây tôi dắt bộ mệt lắm, tôi năn nỉ. Ê, 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 cha. Chưa hết cái lại người ta tổn thọ. Cho thi nha, cho thi nha. Thế bây giờ vậy, cho con bé vô thi cũng được. Nhưng mà nó phải là người giữa sau cùng nha. Ok, ok. Ê, đi vô, vô thi, vô thi. Dạ, dạ, dạ. Đi vô, đi vô. Ê, hả? Đi đâu ngoài vậy cha? Ủa, nói vô sau cùng, vô hết rồi vô. Ai nói? Còn thiếu một người rất là quan trọng. Ủa ai vậy? Đó chính là thiếu gia Tiến Euro. Ủa Tiến, sao con không lên đây? Nguyên cái vàng kèn trắng sao con lên? Quên, lùi lên. Hey, phụ huynh của thí sinh. Dạ. Sao mặc đồ hí gớm vậy? Rồi. Nhìn là biết à, thí sinh đi thi là nghèo rồi, không cho thi. Dạ. Cho thi đi, cho thi đi. Mặc đẹp là vẻ đẹp rồi đó. Trời ơi. Nhìn tôi nhỏ vậy thôi á, chứ đồng đầu tôi là toàn ngoại tệ không đó. Sao rồi? À, ông tin hỏi tôi xem. Dù đô đổi ra tiền Việt nhiêu? 22.750 đồng. Một bảng Anh? 31.850 đồng. Một euro? 37.250 đồng. Một yên Nhật? 209 đồng. 1.000 đồng tiền Việt Nam? 2.500 còn lại. Hay. Trời ơi Tiến ơi, con giỏi quá. Con giỏi quá Tiến ơi. Không những con giỏi. Ừ. Mà trước giờ con thi cuộc thi nào, con đều đạt giải nhất. Trời ơi con ơi, cái đó người kêu con là tài đó con tài quá. Tài không quan trọng, quan trọng là phải có tiền. Trời ơi, vậy tiền ở đâu con có? Tiền của mẹ con. Mẹ con? Mẹ con là người chống lưng cho con đó. Vậy thì chống lưng của con đang ở đâu? Tôi nè. Con trai. Đây. Dạ. Con. Dạ. Mới xa con có 2 phút mà mẹ nhớ con muốn chết. Con cũng nhớ mẹ muốn chết. Rồi sao sáng đi học uống sữa chưa? Dạ tất nhiên là con uống rồi. Nhưng mà con ghét sữa bò. Ghét sữa bò? Vậy uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ thì con mới lùn vậy đó. Mày chết
con này cái gì vậy hả? Chị ơi chị. Gì? Dạ nãy giờ em đứng ở ngoài em coi. Em thiết nghĩ chị đứng trước mặt cháu, hai mẹ con nói chuyện cho dễ nha. Không, phải đứng sau lưng để chống lưng cho nó chứ. Ủa, cái ý này là sao em chưa hiểu nè. Con, làm cho coi. Con ngã. Mẹ nâng. Con ngã. Mẹ lại nâng. Con lại ngã. Mẹ lại nâng. Dạ. Tụt mình rồi kìa Thi đi. Dạ dạ dạ. Thảm đỏ chạy ra. Dạ mời. Em đừng có sợ gì hết. Để xíu đi, bây giờ em vô thi trước đi. 11 giờ mới thi lận. Anh đi mua cái đầm thiệt là đẹp vô cho em thi. Thôi anh hai, em không cần cái đầm đâu. Em chỉ cần anh hai thôi. Tự nhiên cần anh hai. Bây giờ anh hai bận, anh hai đi làm rồi. Bây giờ nghe lời anh hai nè. Anh không muốn em thua kém với ai hết. Bây giờ đi vô trong thi, anh phải đi mua cái đầm cho em. Anh đi làm, anh sẽ gửi chú Dục Mickey tới đưa cái đầm cho em thay. Em thi thật là tốt biết không? Nhưng mà ở trong anh làm gì vậy? Thảm đỏ cho em đi. Đi qua đây. Dạ. Thì đâu nha. Dạ, tao biết anh hai. À, ủa kỳ vậy ta. Nhớ chỗ cái lề đường này có bán đồ mà sao hôm nay vòng lại vắng que vậy? Tụi em nè. Hey. Áo trắng, áo tim, áo xám, áo cam, áo màu tạp nham. Áo cưới, áo ba, áo nhung, áo ruột dây thun. Quần tay quần jean, thêm quần áo hay tù lừa. Chiều nay thì vô ôm một đống áo xeo đem đi về nhà. Quê 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 quê. Hôm nay tụi xeo ủng hộ giùm em đi. Quê 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 quê. Quê 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 quê. Đồ của em bán nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ anh ơi. Quê 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 quê. Em là được anh. Còn em là được em. Dạ. Còn đây là được shop. Hỡi anh được nửa kia ơi. Đừng có đứng đực mặt ra mà ủng hộ được shop đi anh. Dạ. Ở đây bán nhiều đồ không? Dạ nhiều. Anh làm nghề gì? Nói em bán đồ theo nghề đó. Dạ. Thôi ơi. Dạ. Ví dụ như làm đại gia. Mặc áo bà ba. Dạ. Bán nước mắm. Mặc áo cam. Lái taxi. Mặc bikini. Mặc móc trống. Mặc phi bóng nha. Trời ơi. Dạ. Và đặc biệt hơn nè, anh mua một cái áo pyjama thì sẽ tặng anh một dĩa hài Thúy Nga. Dạ, anh mua một cái giấy mới coi anh tặng đứa hài kêu quên nha anh. Dạ, và đặc biệt hơn hết nha, anh đem hàng về mà lật ra kiểm thấy bị lỗi bị hư tặng đĩa hài Nam Thư. Tụi em có nhiều đồ đàn ông lắm đó anh. Đúng rồi. À, anh tới đây không có mua đồ đàn ông. Ủa, anh mua đồ gì? Mua cái gì? Mua cái đầm màu hồng đó kìa. Trời ơi. Bữa nay được anh được em kiếm được chị cả rồi. Trời. Cái giấy này 230 nha anh. 230 hả? Dạ. Bớt 30 còn 200 được không? Em nói thiệt với anh á, bây giờ anh đi chạy vòng vòng đi, anh kiếm chừng nào đủ 30 ngàn anh quay lại tụi em bán cho. Tôi nghe ha. Tôi nghe nè, tôi lái xe ôm mà tôi lái xe ôm bình thường thôi, tôi không biết chữ, lái xe ôm công nghệ như người ta, bất cứ khó lắm mà bây giờ tôi cần gấp lắm, bây giờ bán giùm tôi được không? Tôi năn nỉ luôn á. Ôi. Bây giờ giao hàng được không? Ê được 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 được. Ok, trời ơi, bữa giờ hả, chị em á, bận muốn chết luôn à, không có giao được. Anh giao giùm em, giao lại cái địa chỉ này nha anh. Tôi không biết chữ. Ờ, hai em quên nữa. 5B Phạm Ngũ Lão. Rồi, người nhận hai ông tiên. Nhớ giao nha, nhớ giao nha. Nhớ. Nhớ kỹ nha. Dạ, cảm ơn chị. 5B Phạm Ngũ Lão. Gọi dốc. Cô ơi cô, cô biết địa chỉ 5B Phạm Ngũ Lão ở đâu không cô? Không biết. Trời ơi, trễ giờ quá rồi. Trời ơi, có ai biết nhà hai ông Tiên đâu không? Hai ông Tiên ơi. Tại sao con khóc? Cái này hả ông Tiên hả? Thắng, 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 thắng. Thắng, 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 thắng. Này phải ông Tiên không? Phải. Hai ông là hai ông Tiên. Thắng. Hai ông phải nhà hai ông Tiên không? Phải. Ờ, dạ, ông, hai ông Tiên ơi. Ơi. Bây giờ có giao đồ ở đây nè, hai ông Tiên ơi, chưa con nhận cái này nha. Ơi. Hai ông Tiên. Ơi.
Ủa hai ông tên Tiên hết hả? Ờ. Ok. Giống là giống cái chữ Tiên thôi mà khác cái tên lót. Ừ. Ủa vậy chứ ông là cái gì Tiên? Suối Tiên. Trời lạ như vậy. Ủa còn ông là cái gì Tiên? Quy Tiên. Vậy là ông này là Quy Tiên. Ừ. Ông này là Suối Tiên. Rồi ông này là đi chơi. Đúng rồi. Ông này đi chết. Ở nào nghe cũng thanh thản ha. Đúng rồi con. Đi chơi cũng thanh thản, đi chết cũng thanh thản, chỉ có đi thi là căng thẳng thôi con à. Con căng thẳng con đưa quà để giao cho hai ông là ông kiểm hàng rồi. Đưa rồi con. Kiểm hàng. Dạ. Anh hai coi coi hàng đúng không? Ừ. Rồi đúng rồi nè. Được rồi. Được tiền cho con nè. Dạ gửi tiền cho con. Thôi thôi nè nè bây giờ rảnh không? Rảnh á chở chúng tôi tới chỗ sinh nhật cháu tôi luôn đi. Không rảnh. Bây giờ con gấp lắm, em gái con cần tiền mua cái đầm. Nè nói nghe, chở tới đi rồi đưa tiền luôn lượt. Đúng rồi. Thôi mấy ông ơi, con không đi được đâu. Đưa tiền thêm gấp đôi. Ừ, gần lắm. Gần không? Gần. Ở đâu? Nhỏ cháu đã sinh nhật cái chỗ mà tên ông đó, Suối Tiên đó con. Thôi đi gần. Bảy. Ai nói Suối Tiên? Đã sinh nhật ở chỗ tên tôi, Quy Tiên. Đã sinh nhật ở nghĩa địa hả? Cỡ ông là đãi ở 18 tầng địa ngục đó cha. Mày thấy không? Ổng là anh thôi đó. Hai anh em sống nương tựa nhau căn nhà trống à. Mà lúc nào quan hiếp người ta được hết trơn á trời. Trời đất ơi, nó nói nhiều quá. Giá trời cho nó xỉu liền tại chỗ đi. Trời tự nhiên cái trù ta xỉu, mắc gì phải xỉu. Ai? Chết rồi. Chú ơi. Suối. Vậy đi Suối Tiên, đừng có Quy Tiên mà Suối Tiên. Giúp ổng đi. Dạ, chú ơi, chú tỉnh con đang gấp chú ơi. Chú. Trời ơi, ai mới cứu tôi vậy? Con cứu chú đó. Trời ơi, mày để tao. Trời ơi. Chú ơi, trời ơi. Khinh ổng vô nhà thương. Đi chọn. Mẹ lên chú ơi. Đây. Đẩy lên đây, để đây. Ờ, đúng rồi. Ê, nó nghe. Ông nằm tướng này mà quẹo vô hẻm nhỏ nhỏ đó, là cái mình ông cứu hẻm cái đầu cái chân cái đầu hẻm đó. Trời ơi. Cũng biết sửa thế quá ha. Bây giờ con lên con lái đi. Chở ông tới nhà thương giùm đi con. Dạ con lên ngồi chở đi nha. Lên chở hè. Rồi mày che mặt tụi tao luôn. Ủa chứ là sao? Ông ơi, chịu khó mỏi lưng xuống nha ông. Chở đi được chưa? Đi con. Đi nha. Lẹ lên đi, ông chết bây giờ. Bình tĩnh. Đi lên. Dừng lại. Ủa bị gì vậy? Tao trúng gió rồi. Tao ơi. Bây giờ tay chân tao cứng đơ. Tao không có ôm ổng được nữa. Mày chịu khó mày xuống mày ôm ổng thì tao đi. Ủa con ôm ổng là ai chạy xe? Thì tao. Chảo. Lớn rồi. Ủa giờ ông vậy ông chạy xe được không? Được có tao ông đua còn được mà. Dạ. Thôi bây giờ đi. Ê, tỉnh dậy. Thằng đua mày chứ. Thằng đua mày chứ. Vô nào. Thằng đua mày nhường chuyện mày đi ra đi. Ê. Chạy lẹ thầy ơi. Nó gì? Đừng có dí nữa. Móc súng bắn nó đi. Bắn mày chết. Mày chết chưa trời ơi, hết nạn rồi. Tụi bay chết hết đi. Đừng có dí nữa. Anh hai ơi. Anh hai. Có sao không anh hai? Anh hai. Cái gì vậy? Xe đây làm đi, nó chạy gì xuống. Tôi xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng có nóng. Từ. Cái gì vậy? Để tôi trả xe lại cho cậu nha cậu. Cứu anh cháu tôi đàn ơi, anh ơi cứu cháu tôi đi, cứu cháu tôi. Anh ơi, em đang hai ơi, tôi cứu cháu. Bà An nói nhà nó đợi mình về đó anh hai. Anh hai sinh nhật con An anh nhớ không? Mình đi về nha. Sinh nhật An. Chú bị gì vậy? Ổng có hai đứa cháu ruột, cháu trai của ổng nè, còn nhỏ cháu gái. Nó mất năm 7 tuổi. Tôi nhớ bữa đó nhỏ cháu nó đi học, ba má nó được bận đi làm không có rước nó được, mà nhằm ngay sinh nhật nhỏ nữa. Ông mới đi trước nhỏ, ông hứa là rước nó đi học về, ông chở nó đi chơi sinh nhật luôn. Mà mày biết ông rồi,
Ông già mà, ông đâu có chạy xe nhanh được. Ông vừa chạy tới trường á, nhờ cháu gái nó chạy ra, cái xe tải nó chạy tới. Ông ám ảnh chuyện ra tới giờ, lúc nào cũng nghĩ là tại ông tới trễ mà ông mất nhỏ cháu. Cứ lúc nào ông chợt nhớ ra đó là ông nhớ sinh nhật con nhỏ không à. Cái em đi đặt quà, ông đi gói quà, ông tặng sinh nhật nó, mà đâu có biết nó ở đâu đâu mà tặng. Cứ đi vòng vòng vậy đó. Ông biết làm gì là ông không có được bình thường chứ, mà phải làm cho ông vui. Tại vì ông là anh ruột của chú mà con. Quà con An hả anh hai? An. Quà, anh có phải quà của con An không? An thích. Cậu ơi, đúng cái đầm này rồi. Chú ơi. Con trời nó gấp lắm chú. Không được đâu cậu ơi. Không có cái đầm này là không xong với ông đâu. Không chú ơi, em con nó cần cái đầm này gấp lắm. Bây giờ trễ giờ rồi chú ơi. Năn nỉ chú luôn á, mà bây giờ người ta đi rồi con không biết mua cái đầm này đâu chú. Ông trả tiền xe con nãy giờ. Không, con không cần số tiền này đâu. Con cần cái đầm này nè chú. Con cần cái đầm này nè chú ơi. Anh Hai ơi. Anh Hai ơi đi về anh Hai ơi. Chú ơi chú. Chú ơi, con cần cái đầm này mà chú. Anh năn nỉ giùm em ạ. Chú. Tại sao con khóc? Con cần cái đầm này cho em gái của con lắm. Ông tiên cho con. Đi trễ. Cảm ơn ông tiên nhiều lắm. Alo, cho tôi một chú chuột Mickey tới nhà văn hóa, chuột em đi thi gấp, lẹ cho tôi nha, một con chuột Mickey nha. Và bây giờ đây, chúng ta cùng nhau trông chờ phần thi của thí sinh đặc biệt, chính là tiếng ở rô. Lời đầu tiên, tiếng Euro xin kính chào quý vị khán giả, quý bậc phụ huynh cùng ban giám khảo thân mến. Tôi là tiếng Euro đến từ International School. Tốt, nhà mình nó chợ Bà Chiểu mà. Không, chợ Bà Chiểu là chỗ mẹ bán vàng. Mẹ làm bộ nói cho người ta biết mình bán vàng đó. Nhà thiệt là giàu thưa quý vị. Dạ. Tiếng Euro xin trình bày phần thi của mình. Đây là bức vẽ đầu tiên. Thằng bé này ngồi trên xe hơi là con. Kế bên có ông anh kéo xe ba gác là cử nhân đại học. Cho dù ảnh học giỏi hơn con, nhưng mà điểm xuất phát của ảnh không bao giờ bằng con. Và ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này là xe hơi sang hơn xe ba gác. Trời ơi hay quá. Sầu sắc quá con ơi. Hay quá con ơi. Dạ. Tiếp luôn. Sau đây là bức tranh thứ hai. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Còn đối với con giàu quá mà, tiền bạc con chất thành non, ba cây chùm lại nghèo hon một mình. Hay quá, hay quá. Con ơi con, mặc dù thơ con có lủng củng nhưng mà hình con vẽ rất là đẹp, vẽ giống như là in vậy đó con. Đẹp quá chị đẹp. Nghe thấy người ta mà. Dạ, xin mọi người hãy dành cho bé Tiến Euro một tràng pháo tay nữa đi nào. Cảm ơn bé Tiến rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng ta còn một phần thi nữa, đó chính là cô bé Khánh My. Mickey ơi, anh Hai em không tới hả? Chú Mickey, vậy nếu anh Hai em không tới, chú Mickey coi em thi nha. Vậy bây giờ, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho bé Khánh My. Con xin chào quý thầy cô.
quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh. Con tên là Khánh My. Hôm nay con rất may mắn khi được tham dự cuộc thi vẽ này. Với chủ đề gia đình, con xin giới thiệu về phần thi vẽ của con. Đây là nhà của con. Wow, một căn biệt thự đẹp quá. Chú nhìn là chú biết con giàu ngầm rồi. Con ơi con ở trong đây đúng không? Dạ không, 18 tuổi con mới được ở. Ủa sao kỳ vậy con? Dạ, tại đó là lời nói của anh con. Dạ đó là lời nói dối. Thầy cô thường nói dối là xấu. Nhưng anh con không có xấu. Anh con chỉ muốn gieo cho con một niềm tin là con không thua kém bất kỳ ai hết. Và con tin vào điều đó, con không thua ai cả. Dù con đang ở trong một căn nhà cấp 4, hằng ngày con chỉ được ăn rau muống, mì gói, nhưng con cảm thấy rất ngon. Tại đó là do anh con nấu. Ba mẹ con mất hồi năm anh con mới 10 tuổi, còn con thì mới có 2 tuổi thôi, nên anh con không có được đi học. Anh con phải đi theo mấy cô chú trong xóm bán vé số, rửa chén, nấu cơm, phụ người ta để kiếm tiền cho con học. Anh con nói với con, bây giờ anh đang làm một công ty điều hành vận tải. Nhưng con biết anh con chỉ là một người lái xe ôm. Anh con chỉ có con là người thân, còn bạn của anh hai là nắng, mưa, những con đường anh hai run rủi từ sáng cho đến tối. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh con chưa bao giờ thất hứa với con. Anh con còn tặng quà cho con và nhờ chút chuột Mickey gửi đến cho con. Dạ. Con ơi con, cho chú hỏi con câu này nha. Dạ. Vậy chú chuột Mickey này là bạn của anh hai con đúng không? Dạ không, chú chuột Mickey này là anh hai của con. Đến ai? Đừng có ngốc nữa. Sao biết hết mấy chuyện này? Tại vì em là em ruột của anh mà. Em tự hào về điều đó. Dân thưa quý vị, một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay dành cho bài thi của bé Khánh My. Và bây giờ đây, chúng ta cùng hồi hộp để chờ kết quả của chương trình. Và người chiến thắng trong cuộc thi năm nay đó chính là Tiến Ưu Rô. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đi vô mẹ tưởng nhá. Anh. Dạ. Bé Tiến thấy có giải vậy hay nhất rồi. Vậy giải nhì, giải ba có giải nào em gái có được không anh? À, chương trình này đặc biệt là không có giải nhì, giải ba nè. Anh hai, không sao đâu, em không cần giải gì hết. Em chỉ quan trọng là có anh thôi. Mình về đi anh hai. Mình đi. Đi về anh hai. Không được. Anh ơi. Em gái tôi, nó vẽ đẹp lắm. Bây giờ không có giải nhì với ba, em gái tôi không cần đâu. Giải khuyến khích, giải nhỏ cũng được. Nó phải có giải để nó có động lực mà. Nó vẽ đẹp mà anh. Anh à, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng bé My có thực lực. Và giải khuyến khích không xứng đáng với bé My. Bởi vì bé My, con đã đoạt được giải đặc biệt từ tất cả mọi người ở đây. Đó là một suất học bổng dành cho bé My từ nay cho đến năm 18 tuổi.
Em sai rồi Khánh. Cũng là ông Tí Hon sai trong cái đêm này rồi. Đối với quan điểm của chị là tụi em quá sai rồi. Dày, làm dày. Lỡ vô chung kết rồi làm gì? Chung kết ta có cái hay chung hơn. Chung kết ta có cái hay hơn. Chắc chắn là hay hơn. Chị sao vô tình hơn? Các bạn tự đặt áp lực cho các bạn. Thực sự bài hôm nay tụi em xử lý sân khấu, xử lý không gian từng chỗ một, không chỗ nào bỏ sót. Thậm chí màn hình LED tụi em chơi tranh cát. Trời ơi, đối chị lai đậm. Chị nói là dễ chịu sao mặt chị khó chịu dữ vậy? Không phải. Hay người, mà làm người ta khó không, chịu luôn à. Chị im lặng cho em nói. Người ta không có biết hay như vậy đâu. Hôm qua em đã lén em coi rồi. Bài người ta không có hay như vậy ơi. Không có hay như vậy mà tại sao ngày hôm nay mấy người giấu tôi bữa ở đây nào? Một cái tiết mục người ta đang được quan nghênh, người ta dễ thương, người ta hồn nhiên trong sáng. Tôi không muốn sự cãi lộn. Nếu cãi lộn đi ra.